Các bạn đang nghe truyện sư huynh của ta quá mạnh trên kênh TV Audio CV. 19.861.603 Ánh mắt Mỹ lâu như điện, trình độ trận pháp của lão ta mạnh hơn Mỹ Á, kinh nghiệm cũng phong phú. Lão ta không dám bước vào đại trận, nhưng vẫn có thể tìm được một vài manh mối. Rất nhanh, Mỹ lâu thuận theo phương hướng Lữ Thiếu Khanh vừa biến mất, đi tới một nơi khác. Mà sau khi tới đây, da đầu Mỹ lâu cảm thấy tê rần trước mắt chỉ cách một bước chính là khu vực trận pháp cấp 6. Mị đại nhìn trước mặt, không nhịn được kêu lên, không lẽ hắn xông vào trận pháp cấp 6 rồi. Sắc mặt mị lâu thay đổi. Trận pháp cấp 5 bị hắn sửa rồi, trận pháp cấp 6 thì sao, ngũ hành đại trận cấp 5 bị sửa đến mức hiện giờ tạm thời mất đi tác dụng, trận pháp cấp 6 thì sao, bị hắn thay đổi, hay bị hắn phá hoại rồi, mị lâu chỉ muốn xông vào ngay để nhìn kết quả, nhưng cuối cùng ông ta không dám. Trận pháp cấp 5 suýt nữa đã khiến ông ta thất bại do tính toán sai, đổi sang trận pháp cấp 6, bị nhốt ở bên trong, có chết cũng không biết mình chết thế nào. Chết tiệt! Mị lâu cảm thấy bất lực, hận đến mức nghiến răng không ngừng, râu tóc lão ta dựng đứng, giống như một lão già vô năng tức giận, nhưng không còn cách nào khác. Mị á bên cạnh không dám thở mạnh, là nàng ta đề nghị lợi dụng trận pháp đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại là một cao thủ trận pháp, hành động này không khác nào mang đá đập vào chân mình, đau chết đi được. Nếu như quả bom nguyên tử Lữ Thiếu Khanh làm nổ tung mỹ gia, nàng ta cũng không thoát nổi, nhất định phải gánh trách nhiệm. Mỹ Á thử thăm dò, trận pháp cấp 6, có khi hắn không dám mạo hiểm đâu. Trận pháp cấp 6, một khi phát nổ, hóa thần cũng không trụ nổi bao lâu, trực tiếp tan thành mây khói. Nhưng mà so với chuyện này, Mị Lâu càng lo lắng hơn chính là liệu hắn có phát hiện ra Ngự Ma Phá Thánh Trận không. Nếu như hắn phá hỏng Ngự Ma Phá Thánh Trận, tất cả chúng ta có chết trăm lần cũng không hết. Sắc mặt của Mị Đại với Mị Á lại thay đổi. Đại trận cấp 7 là tuyệt chiêu cuối cùng của Mị gia. Nếu như bị phá hỏng, thực lực của Mị gia chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng mà rất nhanh Mị Lâu đã lên tiếng, giống như an ủi chính mình lại như an ủi mị đại và mị á nhưng có lão tổ của chúng ta trấn giữ không sợ hắn phá hỏng bây giờ nhất định phải tìm ra rốt cuộc hắn đang ở đâu trong lòng mị đại phiền muốn chết giọng căm giận trốn chui trốn lủi như con chuột vậy phiền chết đi được ông ta vừa dứt lời xa xa đột nhiên rung lên chấn động sắc mặt mị đại bất ngờ thay đổi kiền nhi ở nơi xa chính là chỗ mị kiền bế quan chết tiệt hắn tìm thấy kiền nhi rồi mị đại suýt nửa tiểu ra quần không nhiều lời lập tức chạy thẳng đến vị trí của mị kiền lúc nhóm mị đại chạy đến nơi vừa khéo nghe được lữ thiếu khanh nói với mị kiền cha ngươi không thương ngươi nữa đâu nói không chừng lúc này cha ngươi đang chuẩn bị luyện tài khoản thứ hai rồi đấy đồ má sắc ý của mị đại trong nháy mắt phủ kín cả bầu trời vi hiếp mạnh mẽ khiến trời cao phát ra tiếng ầm ầm giống như bão táp ập đến sấm chớp rền vang. Trong lòng Mị đại hối hận. Nếu biết trình độ tạo pháp của Lữ Thiếu Khanh kinh người như vậy ngay từ đầu, có đánh chết ông ta cũng không dùng phương pháp của Mị Á, đại trận không giam nổi Lữ Thiếu Khanh, ngược lại khiến Lữ Thiếu Khanh dễ dàng cắt đuôi bọn họ, đi tới chỗ này, tìm được Mị Kiền. Mẹ đứa nhỏ à, ta cũng không biết tên khốn này tới đây từ lúc nào, rất bao nhiêu năng lượng tiêu cực vào con trai chúng ta rồi. Nhưng, ngươi yên tâm đi giờ ta sẽ giết hắn ngay đây. Sát ý của mị đại còn cao hơn trời, hận không thể dùng một tay đập lửa thiếu khanh thành mảnh vụn, sau đấy gom đống mảnh vụn mang đi cho chó ăn, nuôi chó rồi sau này giết nó làm thịt luôn. Đối diện với sát ý ngút trời của mị đại, lửa thiếu khanh vẫn ung dung hét lớn một tiếng, làm gì đấy? Muốn đánh nhau trước mặt trẻ con hả? Ban nãy lúc ngươi đưa ta vào đây không có thái độ như thế này nhé. Ngươi nói sẽ đảm bảo an toàn cho ta, để ta dạy bảo con trai ngươi đàng hoàng mỹ đại sắp phát điên ông ta chỉ muốn moi tim mình ra chứng minh ông ta gầm lên ta không nói thế ồ phải phải không có ngươi không nói gì hết đột nhiên mỹ đại hiểu thế nào là có nhảy vào sông hoàng hà cũng rửa không sạch ta phải giết ngươi mỹ đại không chịu nổi nữa có điều lữ thiếu khanh lại nói thêm một câu bây giờ muốn đánh chứ gì Ngươi không sợ con trai bảo bối của mình gặp chuyện gì hả? Hắn ta đã hóa thần chưa? Một câu nói như chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, tuy sát ý của mị đại ngút trời, cũng không dám tùy tiện ra tay. Không sai, con trai của ông ta vẫn chỉ là một nguyên anh bình thường, bọn họ là cấp bậc hóa thần đánh nhau ở đây, nhỡ đâu lữ thiếu khanh bất thình lình cho con trai ông ta một phát, ông ta có khóc cũng không kịp. Hận ý trong lòng khiến gương mặt của mị đại méo mó, ông ta hung dữ vỗ mạnh một trưởng về phía xa một tiếng ầm vang rền đất trung núi chuyển đá vỡ mịt mù mà vào lúc này lữ thiếu khanh vẫn tiếp tục nói với mị kiền ngươi nhìn đi quả nhiên cha ngươi không thương ngươi ông ta không chọn ra tay với ta để trút giận giúp ngươi mị đại lại sắp phát điên tên khốn này mẹ nó chứ ta rất yêu con trai ta được chưa mị đại đè nén lửa giận nói với mị kiền kiền nhi đừng tin hắn nói bậy nói bạ tên khốn đáng chết rốt cuộc muốn làm gì mỹ đại đã cảm nhận được khí tức suy yếu trên người mỹ kiền ngày càng tăng lên mấy ngày bế quan chẳng những không khá lên ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn không cần hỏi chắc chắn có liên quan đến lữ thiếu khanh mỹ kiền nhìn thấy cha mình xuất hiện sắc mặt không có gì thay đổi chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ một cái dựa vào sự thông minh tài trí của hắn ta trên thực tế hắn ta biết lời lữ thiếu khanh nói không phải sự thật nhưng mà tâm trạng của hắn ta đã suy sụp rồi hắn ta cảm thấy trong lòng mình bực bội chán nản oán hận hối tiếc lo âu tràn ngập vô số các loại cảm xúc giảng nam đột phá rồi người thứ nhất ở trung châu không phải hắn ta hai vị hóa thần trẻ tuổi là lữ thiếu khanh kế ngôn ở đây khiến hắn ta biết có những thiên tài còn lợi hại hơn mình rất nhiều hắn ta cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của người khác từ trước đến giờ hắn ta luôn cho rằng mình là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ kết quả sự thật không phải như vậy sự đã kích đó người thường không thể nào hiểu được bây giờ mị kiền không biết bản thân phải làm gì mới đúng trong lòng tràn đầy hoang mang cho dù đối diện với cha mình biểu hiện của hắn ta vẫn rất lạnh lùng đừng tới làm phiền con sau khi nói xong thì quay người đi vào sơn động sầm một tiếng cửa động nặng nề đóng lại Tiếng đóng cửa chấn động mà nghĩ khiến Mị Đại giật mạnh mấy cái trong lòng. Ông ta căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể nuốt sống hắn, rốt cuộc ngươi đã làm gì với con trai ta? Lữ Thiếu Khanh bày ra dáng vẻ rất tội nghiệp, "Làm gì? Ta chỉ nói chuyện với hắn ta thôi, giống như bạn cũ tâm sự ấy mà, ta chẳng làm gì hết. Ta bảo rồi, ta với hắn ta là bạn." "Không làm gì hết?" bị đại gầm lên, hận đến phát điên để cho tên khốn này đi vào đây là quyết định sai lầm nhất trong đời ông ta ta phải giết ngươi giết ta vẻ mặt lữ thiếu khanh lạnh đi chỉ trong một khoảnh khắc bất kể là mị đại hay là mị á mị lâu đều cảm thấy nhiệt độ trong không khí giảm xuống giống như một cơn gió rét thổi qua lợi dụng đại trận để giết ta ánh mắt lữ thiếu khanh nhìn vào mị á con ngươi mị á co lại cảm giác bản thân như bị ma vương địa ngục nhìn chằm chằm trong lòng nàng ta bắt đầu nảy sinh sự sợ hãi, nỗi sợ như thuốc độc không thể ức chế nhanh chóng lan tràn toàn cơ thể nàng ta, xâm nhập vào màu thịt, ăn mòn đến linh hồn. Cơ thể Mỹ Á bắt đầu khẽ rung, cuối cùng rung lên với biên độ ngày càng lớn. Lạch cạch, thậm chí, răng nàng ta bắt đầu va vào nhau. Hắn, hắn có lẽ thật sự sẽ giết, giết mình. Suy nghĩ này vừa nảy ra, khiến nỗi sợ của Mỹ Á tăng lên, một luồng khí lạnh xông thẳng vào đầu ngươi, ngươi. Thời khắc quan trọng, may có mị lâu phát hiện ra bất thường, lão ta hừ lạnh, bước một bước trắng ở trước mặt mị á, chẳng giúp mị á áp lực của lữ thiếu khanh. Học, học. Cảm giác sợ hãi lập tức biến mất, mị á mở miệng thở dốc, nàng ta suýt nữa tưởng rằng bản thân sắp bị đánh chết. Áp lực của một vị hóa thần, vượt xa những gì một nguyên anh như nàng ta có thể chịu đựng. Nhóc con, ngươi quá đáng rồi đấy, sát ý trong lòng mị lâu sắp không kìm nổi nữa chúng ta coi ngươi như khách không ngờ ngươi lại báo đáp mị gia chúng ta như vậy xem ra ngươi cố ý tìm cái chết lữ thiếu khanh không đáp lại mà khép hai ngón tay chỉ về phía mị lâu dưới cái nhìn của mị đại mị á đây chỉ là một động tác bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng với mị lâu lại là một kiếm động trời một thanh trường kiếm dài vô tận từ không gian xa sôi đâm về phía lão ta Thân kiếm to lớn chiếm toàn bộ tầm mắt lão, kiếm ý đáng sợ khiến linh hồn lão ta run rẩy. A, à, Mị Lâu hét lớn một tiếng, trên người bùng nổ khí tức kinh người. Bất ngờ là Hóa Thần hậu kỳ, cảnh giới tầng 7. Khí tức mạnh mẽ bùng nổ, uy lực đáng sợ từ phía lão bắt đầu lan truyền, Mị Á bất ngờ không kịp đề phòng, nàng ta như con diều giấy bị hất bay. Nhị, Nhị trưởng lão. Giọng nói của Mị đại với Mị Á vang lên. Lữ Thiếu Khanh cũng đồng thời lên tiếng, sao đấy? Muốn phá nhà hay gì? Lúc này Mỹ Lâu mới hoàn hồn, chớp mắt một cái, tất cả những thứ trước mắt một lần nữa xuất hiện. Trường kiếm kinh thiên, kiếm ý kinh khủng gì đấy dường như đều là ảo giác. Nhưng Mỹ Lâu biết, đây không phải ảo giác. Lão ta nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và kiên dè. Suýt nữa đã khiến hóa thần hậu kỳ như lão ta trúng chiêu nếu như không phải ban nảy bùng nổ, hoặc nói cách khác lão ta không đỡ lại được cái chỉ tay ban nảy, chưa biết chừng hôm nay lão ta sẽ phải ngã gục ở đây. Mới còn trẻ nhưng đã có thực lực đáng sợ như vậy, đến lúc trưởng thành còn tới mức nào nữa, nhóc con, ngươi muốn làm gì, mị lâu đã không còn dám coi thường lữ thiếu khanh, lão ta không phát hiện ra rằng, sát ý của lão ta đã âm thầm biến mất không ít. Ta nói rồi mà, ta tới đây chỉ là để chia sẻ niềm vui của mình với bạn tốt bạn tốt, ánh mắt của Mị Lâu không kìm được nhìn về phía cửa hang nơi Mị Kiền đang ở, hai người là bạn tốt, Mị Đại không nhịn được mà gầm lên, ai là bạn tốt với ngươi? Ngươi bớt ở đây lôi kéo quan hệ. Trong lòng Mị Đại hối hận, hối hận vô cùng. Sớm biết vậy đã không dẫn Lữ Thiếu Khanh vào. Lữ Thiếu Khanh không tức giận, hắn đã hoàn thành xong mục đích tới đây rồi, hắn nói, ta cũng nên về thôi, nào, Mị gia chủ, tiễn ta đi chứ? tiễn ngươi. Nằm mơ, mị đại suýt nửa cắn vào lưỡi, đồ không biết xấu hổ, ta tiễn ngươi xuống dưới kia thì có. Ngươi định cứ thế ra về hả, giọng điệu của mị lâu lạnh lùng, ánh mắt lóe lên như đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Không thì sao? Muốn so tài một trận à, Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, chỉ sơn động của mị kiền, mỉm cười, nếu đánh nhau thật, ta sẽ ra tay với nơi đó trước tiên. Quy hiếp, uy hiếp trắng trợn mị đại lại suýt phát điên tiểu nhân hèn hạ ta tuyệt đối không tha cho ngươi trong lòng mị lâu cũng mắng chửi lữ thiếu khanh hèn hạ vô liêm sĩ lão ta cắn răng hỏi lần nữa ngươi đã làm gì với đại trận của mị gia chúng ta rồi lữ thiếu khanh chỉ ông ta đừng có ăn nói lung tung ta là người bình thường không phải biến thái ta có thể làm gì đại trận của mị gia các người được chứ ta có thèm khác đến mấy cũng sẽ không làm ra hành động biến thái như vậy. Mị lâu học máu, mẹ nó ai hỏi ngươi cái này? Não ngươi có vấn đề hay gì, lại còn nói mình là người bình thường. Ngươi biến thái thì có, nếu không sao có thể yêu nghiệp như vậy, lão ta không kìm được lửa giận, hét lớn, có phải ngươi đụng tay đụng chân gì với trận pháp mị gia đúng không? Ta không hiểu trận pháp, đụng tay đụng chân kiểu gì, lửa thiếu khanh nghiêm túc hẳn lên, chỉ mị lâu rồi nói, vu quan giá họa muốn đánh nhau cứ nói thẳng cái công trình của nhà mình nát bương mà còn muốn đổ cho ta mị lâu cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt nhưng lữ thiếu khanh quyết không thừa nhận lão ta cũng hết cách lão ta cũng không thể dựa vào lối suy nghĩ của lữ thiếu khanh rồi bắt hắn thừa nhận lại nói thừa nhận rồi lão ta định thế nào cuối cùng chỉ đành cắn răng được chuyện hôm nay mị gia nhớ kỹ Thực lực Lữ Thiếu Khanh thể hiện khiến lão ta kiên dè, lão ta biết hôm nay khó có thể giết được Lữ Thiếu Khanh, lão ta chọn nhượng bộ. Người của gia tộc lớn, hiểu rõ nhất chính là cân nhắc lợi và hại. Quy hiếp ta, lúc này Lữ Thiếu Khanh tung một chưởng về cửa hang về phía xa. ầm ầm Cánh cửa lớn trực tiếp bị đánh cho vỡ vụn, Mị Kiền từ cửa hang xông ra, kẻ nào? Trên gương mặt của Mị Kiền còn mang theo biểu cảm ngơ ngác xảy ra chuyện gì rồi? đã đánh nhau rồi hả mẹ nó chứ có thể chú ý chút được không đánh gì mà đánh nát luôn cửa của ta vậy để ý thấy ánh mắt của con trai mị đại lại muốn phát điên mị đại gầm lên với lữ thiếu khanh ngươi muốn làm cái gì mị gia các ngươi uy hiếp ta lại không cho ta uy hiếp mị gia các ngươi hả lữ thiếu khanh chỉ mị kiền nhắc nhở mị đại hắn ta mới chỉ là một nguyên anh đúng không ngươi uy hiếp trắng trợn khiến mị lâu với mị đại sắp cắn nát cả hàm răng câu uy hiếp của lữ thiếu khanh còn có sức uy hiếp hơn của mị lâu cho nên đừng có dọa ta ta không chịu nổi bị dọa đâu lời này khiến mị đại mị lâu im lặng mị kiền ngây ngốc nhìn lữ thiếu khanh trong lòng lại lần nữa bị đã kích trẻ tuổi như vậy lại dám ở trong mị gia uy hiếp cha với trưởng lão của hắn ta chính mình thật sự không thể sánh bằng hắn sao qua một hồi lâu Mị đại đứng ra, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm ầm làm ỉ đủ chưa? Cút ngay cho ta, đừng có ở đây làm con trai ta khó chịu. Lữ Thiếu Khanh cười hít mắt, nói với Mị đại, ngươi nói xem, chúng ta có thể làm bạn được chưa? Trở thành bạn bè, ta không cần phải lo lắng đề phòng, không cần sợ sệt bị người đuổi giết nữa. Làm bạn cái khỉ khô, ai muốn làm bạn với ngươi? Nếu như có thể, bây giờ ta chỉ muốn giết chết ngươi. Nhưng mà nhìn đứa con trai đứng thất thần trước cửa động, Mị Đại không thể không lựa chọn cúi đầu. Ông ta nhìn Mị lâu một cái, lão ta cũng chọn nhượng bộ, Mị Đại bèn nói, chỉ cần ngươi không đụng vào Mị gia, Mị gia chúng ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Hối hận quá, sớm biết như vậy đã không chỉ phái mỗi Mị bắt Lạc đi giết hắn. Mị Á ngạc nhiên, nàng cũng nghe ra giọng điệu nhượng bộ. Mị gia, từ lúc nào phải nhượng bộ như vậy? phải chịu khuất phục trước hắn sao tốt lắm lữ thiếu khanh rất hài lòng một lần nữa nói yêu cầu đưa ta ra ngoài mị đại lạnh mặt không từ chối bây giờ ông ta chỉ muốn lữ thiếu khanh rời khỏi mị gia ngay lập tức sau khi rời đi bị kiền nhìn bóng lưng cha mình biến mất trong lòng hắn ta bùng lên ngọn lửa giận dưới cái nhìn của hắn hành vi của cha hắn không khác nào cúi đầu nhận thua phế vật bị kiền không nhịn được phải gầm lên trong lòng tiếp đấy lại nhìn lướt qua mị lâu với mị á, rồi hắn ta lạnh lùng quay về nơi mình bế quan. Mị á thì ngẩn ra nhìn, nàng ta bày tỏ không hiểu gì cả. Nhị trưởng lão, cứ thế thả hắn rời đi sao? Trong lòng mị á rất không phục, dưới cái nhìn của nàng ta, lữ thiếu khanh ác độc vô cùng, tới khiêu khích mị gia đã đành, lại còn dọa nàng ta suýt thì sóng ra quần. Kẻ như vậy, không thẳng tay đánh chết chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết hả? mị lâu với mị đại không đánh được thì gọi đại trưởng lão hóa thần hậu kỳ cảnh giới tầng chín còn không đánh được sao mị lâu lại thở dài trong giọng điệu tràn đầy sự bất đắc dĩ và bực bội hắn rất mạnh lão ta sống lâu như vậy lần đầu tiên gặp phải một thiếu niên kinh khủng cỡ này một cái chỉ tay trong không trung khiến lão ta cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong lữ thiếu khanh đang cảnh cáo lão ta cũng để lão ta biết lữ thiếu khanh không dễ chọc Thật sự đánh nhau, lão ta không tự tin rằng mình đánh thắng Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, nơi này là Mị gia. Một câu nói, Mị Á ban đầu ngẩn người, sau đó hiểu ra. Nơi này là chỗ ở của Mị gia, khu vực trọng yếu, bùng nổ đại chiến hóa thần ở đây, có giết được Lữ Thiếu Khanh hay không thì không chắc chắn, nhưng Mị gia đảm bảo sẽ bị đánh sập, tới lúc đó người nhà Mị gia sẽ tử thương vô số. Cho dù là như vậy thì để hắn tự đi là được rồi tại sao còn bắt gia chủ tiễn chứ làm cho gia chủ như mị đại chẳng còn chút mặt mũi nào đường đường là gia chủ mị gia lại trông như hạ nhân đi tiễn khách mị lâu nhìn mị á lại nhìn về cửa hang nơi mị kiền đang ở tiếp tục thở dài hắn là hóa thần hắn là hóa thần câu nói này bật ra từ miệng mị lâu tràn đầy bất lực và chua xót mị á hơi ngẩn người một lần nữa hiểu ra mị đại tiễn hắn vừa là giám sát lữ thiếu khanh cũng là cầu xin lữ thiếu khanh rời đi lữ thiếu khanh ở đây chính là một mối uy hiếp cực lớn đối với nàng ta và mị kiền bọn họ mà xảy ra chuyện thì hai người giỏi nhất trong thế hệ trẻ của mị gia cũng coi như bỏ tới lúc đó mị đại thật sự phải luyện tài khoản khác thôi nhị trưởng lão cứ tha cho hắn như vậy sao mị á vẫn không cam lòng hắn có địch ý với mị gia từ lúc nào hóa thần lại trở nên lợi hại như vậy khiến mị gia cũng phải cúi đầu kẻ có địch ý chính là kẻ địch mà kẻ địch thì nên dùng hết toàn bộ thủ đoạn để tiêu diệt mị lâu lạnh lùng đáp đợi cơ hội đi không chắc chắn mười phần thì không thể ra tay với hắn nếu không làm vậy lẽ nào định ở đây đánh một trận sống mái đến cùng với hắn nói dứt lời lão ta chỉ nơi mà mị kiền đang bế quan rồi bảo ngươi có nhìn thấy gì không trong lòng mị á thầm nhũ ta chỉ thấy cánh cửa động bị đánh tan nát mị lâu trông thấy vẻ mặt của mị á lão ta nhắc nhở một câu một bộ phận trận pháp xung quanh nơi mị kiền bế quan do ta thực hiện nhưng hắn lại có thể đánh vỡ cửa trong một chưởng mà không ảnh hưởng đến trận pháp đối diện với cao thủ như vậy mị gia chúng ta không có đủ chắc chắn để giữ hắn lại nếu đánh nhau sẽ là trở mặt hoàn toàn mị á hiểu ra lữ thiếu khanh còn là một vị cao thủ trận pháp trận pháp mà mị gia luôn kiêu ngạo lại chẳng làm gì được lữ thiếu khanh không giam giữ nổi hắn không giam nổi hóa thần có sức sát thương lớn mức nào mị á rất rõ ràng nhưng càng như thế trong lòng nàng ta càng phẫn nộ và không cam tâm nàng ta vốn dĩ tưởng rằng trận pháp có thể giữ chân lữ thiếu khanh kết quả bị lữ thiếu khanh ung dung trêu đùa chẳng lẽ cái chết của tứ trưởng lão cứ bỏ qua như vậy mị lâu lại không nhịn được thở dài mẹ nó chứ Ngươi có thể im mồm được không, lòng ta cũng rất bất lực chứ sao? Cho nên, không nắm chắc phần thắng, chúng ta không thể ra tay. Không phải Mị Lâu không muốn giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh khiến lão ta không dám làm bừa, Mị Bắc Lạc chính là ví dụ tốt nhất. Mị Bắc Lạc ra tay cùng hai vị trưởng lão ngao gia, nhưng cuối cùng đã bỏ mình. Mị Á im lặng. Nàng ta nghe hiểu sự bất lực của Mị Lâu đột nhiên nàng ta cảm thấy rất bực bội cái gọi là mị gia cái gọi là đệ nhất gia tộc hóa ra lúc đối diện với lữ thiếu khanh cũng trở nên lực bất tòng tâm như vậy thì ra sở hữu thực lực mạnh mẽ mới chính là điều căn bản nhất chỉ cần có thực lực cho dù là đệ nhất gia tộc cũng phải cúi đầu ánh mắt của mị á bỗng nhiên trở nên hừng hực tia sáng giả tâm càng thêm lấp lánh mị lâu cảnh cáo mị á gặp phải hắn nếu không nắm chắc phần thắng thì đừng chọc vào không được để hắn có lý do ra tay với ngươi mị lâu rất nhức đầu mị gia uy hiếp lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh còn uy hiếp ngược lại mị gia hơn nữa sức uy hiếp còn lớn hơn già đến tuổi này rồi lão ta chưa gặp ai khó nhằn như thế các ngươi cố gắng tu luyện tương lai để hắn trở thành đá mài đao cho các ngươi nhóm tiêu y ở bên ngoài đợi cả ngày trời chờ đến lúc màn đêm buông xuống vẫn không thấy bóng dáng lữ thiếu khanh, cũng chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì. Tiêu y một lần nữa nhìn sang thượng quan nhược đứng bên cạnh, thượng quan tỷ tỷ thật sự không thể đi vào à. Thượng quan nhăn mày, chậm rãi lắc đầu, đây là mị gia đó, muốn vào đâu có dễ dàng. Nhị sư huynh của ngươi quá lỗ mãn rồi. Coi mị gia như phố lớn hay gì. Nói vào liền vào. Không sợ bên trong có 300 tên đao phủ hả, tác phong làm việc của tên đó chính là thế đấy không thương lượng với ai bao giờ tuyên vân tâm cũng có chút quán trách đúng là một tên khốn nạn tiêu y tin tưởng lữ thiếu khanh làm việc sẽ không lỗ mãn nhưng qua lâu vậy rồi vẫn không thấy ra ngoài ít nhiều cũng hơi lo lắng đừng bảo là nhị sư huynh ở trong đó bị người ta giữ lại rồi đấy nếu có thể vào xem thử thì tốt biết mấy tiêu y lo lắng trong lúc suy nghĩ có nên gọi đại sư huynh tới hay không bỗng nhiên có người lạnh lùng hừ một tiếng. Các ngươi ở đây làm gì? Là Mỹ Phi đã trở lại. Tiêu y trông thấy Mỹ Phi, hai mắt sáng bừng, nàng nói với Mỹ Phi, ngươi đến đúng lúc lắm, dẫn bọn ta vào đi. Chẳng khác nào bạn bè quen nhau đã lâu, dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu y khiến Mỹ Phi ngẩn người. Mình tha thứ cho con nhóc này chưa nhỉ, sau khi nàng ta biết Lữ Thiếu Khanh dám xông thẳng vào nhà bọn họ, đầu tiên nàng ta giật mình, sau đó cực kỳ vui sướng ha 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 hắn nghĩ quẩn hay gì các ngươi đứng chờ chỗ này là muốn nhặt xác giúp hắn phải không mị phi kích động lắm suýt thì rú lên mấy tiếng trời cao có mắt trời cao có mắt tên khốn kia cuối cùng cũng kiêu ngạo quá độ lại dám xông thẳng vào nhà nàng ta việc này có khác gì tự động chịu chết đâu mị phi cảm thấy mùa xuân của mình sắp trở lại rồi nam thần vứt bỏ nàng ta lại quay trở về theo đuổi nàng ta cảm giác yêu đương ngọt ngào trở về, thế giới này đẹp đẽ biết bao. Mỹ Phi gấp gáp muốn xông vào, xem thử mọi người trong gia tộc mình đánh chết lữ thiếu khanh kiểu gì. Có điều, bây giờ nên cười nhạo con nhóc trước mặt cái đã, nàng ta cười lạnh với tiêu y, không biết sống chết, tưởng Mỹ gia chúng ta dễ bắt nạt hả. Hắn điên rồi, lại dám mò đến tận cửa. Chê mạng mình dài quá à, tiêu y thấy bất mãn, bảo ngươi dẫn bọn ta đi vào, ngươi lại ở đây gây sự. Không dẫn thì thôi, còn châm chọc cái gì, đồ điên, ta cứ tưởng chẳng qua do tuổi tác của ngươi có hơi lớn, không ngờ ngươi đã già đến mức này rồi, mắc cả bệnh đảng trí của người già luôn. Ngươi nói cái gì, Mỹ Phi bị chọc cho tức điên. Vẫn là cảm giác quen thuộc, bị một câu của tiêu y chọc cho lửa giận xông thẳng lên óc, hồi lâu không thốt nên lời. Chẳng lẽ không phải sao, ngươi cho rằng nhà mình là đầm rồng hang hổ hay gì? một khi bước vào thì không ra được nói cho ngươi biết nhị sư huynh của ta đi vào thế nào lúc đi ra cũng sẽ như vậy người mị gia các ngươi còn phải cung kính khách sao tiễn huynh ấy ra cơ thượng quan nhược cũng không nhịn nổi mà lắc đầu câu này có hơi khoa trương rồi lữ thiếu khanh xông vào để rước phiền phức sao có thể được mị gia cung kính tiễn ra ngoài chứ không bị đánh chết đã coi như may mắn ha ha mị phi vui vẻ như là nghe được câu chuyện cực kỳ buồn cười, sao ngươi không nói luôn là cha ta tiễn hắn ra ngoài. Đột nhiên vẻ mặt của thượng quan nhược thay đổi, nàng ta nói, có người ra kìa. Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về cửa lớn Mỹ Gia, tiếp đấy, tất cả đều trông thấy khung cảnh ấn tượng khiến bọn họ suốt đời khó quên. Mỹ Đại đi theo Lữ Thiếu Khanh, từ bên trong Mỹ Gia ra ngoài. Mỹ Đại cùng Lữ Thiếu Khanh gần như bước ra song song, hơn nữa cơ thể Mị Đại hơi nghiêng về phía trước, giống như hạ nhân tiễn khách ra ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là chuyện gì vậy, chẳng lẽ hai người ở bên trong đã bắt tay giảng hòa rồi, Lữ Thiếu Khanh tới đây cầu hòa sao? Tiếng cười khì khì, đắc ý của Tiêu Y vang lên giữa đám đông, nàng nói với Mị Phi, "Sao, ta nói không sai chứ, cha ngươi sẽ đích thân đưa nhị sư huynh ta ra." A, à, Mị Phi sắp điên rồi. Nàng ta không thể chấp nhận được sự thật này bên này nàng ta bị người ta khi dễ bên kia phụ thân lại muốn bắt tay giảng hòa với kẻ thù phụ thân vì sao mị phi nổi giận gầm lên một tiếng vượt qua đám người đi đến trước mặt mị đại chỉ vào lữ thiếu khanh kêu to vì sao để hắn từ trong đó đi ra hắn là kẻ thù của mị gia không phải nên đánh chết hắn ở trong đó à phải chặt hắn thành thịt vụn đổ vào trong bồn cầu chứ tay lữ thiếu khanh búng một cái sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện búng mạnh lên trán mị phi Mỹ phi như là một con búp bê vải rách bị bắn bay đi trong nháy mắt. Ngươi Mỹ đại giận dữ. Đừng coi ta không ra gì như vậy, dù sao ta cũng là cha của nàng ta. Lữ Thiếu Khanh lại cười ha ha, không biết lớn nhỏ, một chút lễ phép cũng không có, ta thay ngươi giáo huấn nàng ta một chút. Cũng vì nể mặt ngươi, ta mới giáo huấn như vậy, đổi lại kẻ khác mạo phạm ta như thế ta đã đánh chết nàng ta từ lâu rồi. Mị gia chủ, ngươi sẽ không tức giận chứ. Ta rất tức giận, ta hận không thể đánh chết ngươi. Bên này Mị đại hận đến mức sắp cắn nát răng, nhưng ông ta lại hét một tiếng với Mị Phi đang xông đến, ngậm miệng, đi vào cho ta. Mị Phi quá yếu, mới là thực lực nguyên anh sơ kỳ, lữ thiếu khanh thổi một hơi cũng có thể khiến Mị Phi biến mất. Mị Phi đang xông lại định liều mạng với lữ thiếu khanh dừng lại, ánh mắt khó tin nhìn lữ thiếu khanh. Cha, rốt cuộc ai mới là con gái của người chẳng lẽ tên khốn kiếp này là con riêng bên ngoài của người mị phi không thể tin được nhìn phụ thân mình cuối cùng lại nhìn lữ thiếu khanh cái tên khốn kiếp này không phải thật sự là huynh đệ của ta đấy chứ lữ thiếu khanh ném cho nàng ta một ánh mắt khiêu khích thế nào có phải đẹp trai hơn ca ngươi không ngươi cũng không cần tự ti xấu là cha mẹ cho không thay đổi được trở về ngươi cũng an ủi ca của ngươi một chút đừng quá đặt nặng trong lòng mị phi không kìm được hét lên ngươi câm miệng cho ta phụ thân người nhìn hắn đi còn đẹp trai đẹp trai cộng lông ngươi mà đẹp trai cái quái gì mị đại tức chết nghe không hiểu tiếng người sao ông ta một lần nữa quát mị phi ngươi câm miệng cho ta hiện tại mị đại rất không vui không có tâm trạng để nhẹ nhàng nói chuyện với nữ nhi giờ mị phi cứ lắc lư trước mặt lữ thiếu khanh rất nguy hiểm phải mau vào trong nhà mới được nước mắt Mỹ Phi ứa ra. Nàng ta lớn như thế này, đây là lần đầu tiên phụ thân hét lên với nàng ta vì người ngoài. Phụ thân, con hận người. Dậm chân một cái, Mỹ Phi chạy trở về. Tiêu y bên này không kìm được trùng mình một cái, cố ý nói thầm, bao nhiêu tuổi rồi còn học người ta nhõng nhẽo. Bịch. Mỹ Phi đụng mạnh vào cửa chính, đụng cho gương mặt nàng ta đỏ bừng, trong lòng càng thêm ủy khuất. Chờ đấy, Mấy người bọn ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi đi hết cho ta, nơi này không chào đón các ngươi. Sau khi Mị Đại Lạnh lùng vứt xuống một câu cũng quay trở lại Mị gia. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, cửa lớn đóng thật chặt, biểu thị tâm trạng khó chịu cực độ của ông ta. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nhẹ nhõm không thôi, sau đó trừng Tiêu Y một chút, mùi chạy tới đây làm cái gì? Tiêu Y lại gần, ta lo lắng cho nhị sư huynh mà lữ thiếu khanh biểu môi chậm rãi đi lên phía trước dự định rời khỏi nơi này có cộng lông gì mà phải lo lắng chẳng phải chỉ là Mỹ gia thôi sao lời này khiến thượng quan xúc ở bên suýt nữa thì nghẹn khụ khụ thượng quan xúc không kìm được ho khan vài tiếng chỉ là mị gia lời này cũng chỉ có ngươi dám nói nhỉ ngũ gia tam phái phóng mắt khắp trung châu có ai không phải là tồn tại như bom nổ chứ nhị sư huynh huynh đến mị gia làm cái gì tiêu y bên này hết sức tò mò tiến vào trong Mỹ Gia, không bị đánh chết còn được an toàn tiễn ra. Mỹ Gia là kẻ hèn nhát sao, ỉ mạnh hiếp yếu, nhị sư huynh tới cửa ra oai nên Mỹ Gia lập tức sợ nhũng người, Lữ Thiếu Khanh không trả lời câu hỏi của tiêu y mà hỏi ngược, mập đâu. Không biết, đã mấy ngày nay chưa gặp hắn, ngay cả gã bị ổi giảng bắt kia cũng không biết chạy đi đâu rồi. Tiêu y ác ý suy đoán, hai người bọn hắn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta cảm thấy bọn hắn nhất định đi uống hoa tử rồi thượng quan xúc không kìm được hiếu kỳ lữ công tử ngươi tìm đại ngưu sư đệ có chuyện gì không lữ thiếu khanh lúc này mới dò xét thượng quan xúc một lượt a à, ngươi cũng là thiên cơ giả đúng không đúng lúc giúp ta một chuyện thế nào thượng quan xúc trong lòng không nhịn được lẩm bẩm sau đó mang theo cảnh giác không biết lữ công tử có gì cần ta hỗ trợ viết một tin tức Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mỹ gia sau lưng, "Ngươi nói ta đến mỹ gia một chuyến, mỹ gia khách khí tiễn ta ra ngoài, hai bên đã đạt được một vài hiệp nghị." Mấy kiểu tin tức này, thiên cơ giả các ngươi am hiểu nhất. Nào chỉ là am hiểu, là bản năng trời sinh. Thượng Quan Súc chỉ nghe Lữ Thiếu Khanh nói một câu trong đầu đã xuất hiện vài tiêu đề. Nàng ta cũng hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử Ý của ngươi là muốn để thế nhân cảm thấy quan hệ giữa ngươi và Mị gia không ác liệt như trong lời đồn. Thông minh, Lữ Thiếu Khanh không kìm được khen ngợi một câu, không sai, dù sao Mị gia thế lớn, ta trêu chọc không nổi. Thượng quan xúc khó khăn lắm mới kìm được không chửi thề. Không thể trêu vào, ban nãy ngươi vừa nói chỉ là Mị gia đấy. Tiêu Y bên này không rõ, nhị sư huynh, sợ hắn làm gì. Còn tưởng rằng nhị sư huynh tới cửa gây sự đấy. Nhị sư huynh đáng lẽ phải không sợ trời không sợ đất mới đúng. Chỉ một mỹ gia, sao có thể khiến nhị sư huynh cúi đầu chứ? Lữ Thiếu Khanh cốc đầu nàng một cái, mắng, "Ngốc. Mỹ gia chết một trưởng lão, ta cũng không muốn bị người ta hiểu lầm là ta giết, lỡ như chạy đến Tề Châu gây chuyện với ta thì sao? Ta về Tề Châu chỉ muốn làm một mỹ nam tử, không muốn gây phiền toái." Có lẽ Tiêu Y hơi chút chậm chạp, tạm thời không rõ ý tứ trong câu nói của Lữ Thiếu Khanh nhưng những người khác thượng quan xúc tuyên vân tâm phương hiểu gần như hiểu ra trong nháy mắt có lẽ mạnh tiêu hơi mơ hồ một chút nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra dù sao nàng ta cũng là đại sư tỷ nên nhạy cảm nên có vẫn phải có thượng quan xúc không kìm được cảm thán một tiếng lữ công tử dụng tâm lương khổ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho môn phái đệ tử như vậy quả thật là may mắn cho môn phái chắc chắn hắn rất yêu quý môn phái của hắn rất tôn kính trưởng môn của hắn, cho nên mới không muốn thêm phiền phức cho môn phái. Cái gì, cái gì? Tiêu y nhìn dáng vẻ giật mình của mọi người, nàng sốt ruột, kéo tay mạnh tiêu hỏi, là có ý gì? Mạnh tiêu nhìn qua lữ thiếu khanh, ánh mắt tràn đầy sùng bái, lấy thân mạo hiểm, chỉ vì không muốn gây thêm phiền toái cho môn phái. Sư phụ quả nhiên là đã nhìn lầm hắn. Tiêu y cũng hiểu ra, nàng cười đắc ý, khì khì, đây chính là nhị sư huynh ta sau khi thượng quan xúc cảm thán liền tò mò hỏi lữ công tử ngươi không sợ biến khéo thành vụn sao một mình đến mị gia còn xông vào không sợ mị gia ra lệnh một tiếng mấy trăm đao phủ xông ra chém hắn thành thịt vụn sao lữ thiếu khanh rất buồn bực thở dài không còn cách nào khác lỡ như mang phiền phức về trưởng môn hẹp hòi chắc chắn sẽ đánh ta không phải tới lúc đó trưởng môn hẹp hòi cũng sẽ bắt hắn giải quyết phiền phức sao vậy chẳng bằng giải quyết hết ở đây. Trưởng môn hẹp hòi, thượng quan xúc suýt nữa bị chẹn họng. Xem ra nàng ta suy nghĩ nhiều rồi. Tôn kính, không tồn tại. Thượng quan xúc khó khăn lắm mới kìm nén được kích động muốn chửi thề xuống, nàng ta hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ Công Tử, Tứ trưởng lão Mỹ Bắc Lạc Mỹ Gia, Tam trưởng lão Ngao Trường Đạo, Ngũ trưởng lão Ngao Tăng của Ngao Gia là ngươi giết sao? Xịt. Cái gì? mấy người tuyên vân tâm hít một hơi lạnh. Tin tức của mấy người các nàng hơi chậm một chút, chưa biết được tin tức cực nóng hổi kia. Mỹ Bắc Lạc, Ngao Trường Đạo, Ngao Tăng, ba trưởng lão cấp bậc hóa thần đều bị Lữ Thiếu Khanh giết sao, mấy người khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Người này, thật sự là lại một lần nữa vượt ngoài dự liệu. Duy chỉ có tiêu y không hề có chút kinh ngạc gì, đã nói rồi, những hóa thần phàm nhân kia sao có thể là đối thủ của nhị sư huynh mặc dù hắn giết mỹ bắt lạc bọn hắn nhưng lữ thiếu khanh sẽ không thừa nhận đương nhiên hắn phủ nhận không phải ta là một vĩnh một vĩnh đúng vậy lữ thiếu khanh cắn răng dường như vô cùng oán hận nghiến từng chữ giới thiệu một vĩnh một tên hèn hạ vô sĩ lòng tham không đáy vô sĩ hạ lưu bụng dạ hẹp hòi cạn bã trong cạn bã bại hoại trong bại hoại hắn không phải người mấy người tuyên vân tâm ghé mắt nhìn chúng ta biết ngươi từng dùng cái tên giả một vĩnh này. Đôi mắt đẹp của tuyên vân tâm âm u, bên cạnh có cơn gió thổi qua, dưới ánh trăng, nàng ta một thân váy dài màu đỏ như tựa như tiên nữ. Lúc này, trong đầu nàng ta chợt nhớ đến tên của một người. Trương Chính Xem ra, một vĩnh và Trương Chính đều đắc tội tên khốn kiếp này. Lữ Thiếu Khanh bên này nghiến răng nghiến lợi khiến Thượng quan xúc ngạc nhiên, giống như hắn có thù hận rất lớn với một vĩnh vậy thực lực một vĩnh như thế nào đây là vấn đề thượng quan xúc quan tâm hóa thần hậu kỳ cảnh giới tầng chín thật chứ thượng quan xúc không quá tin tưởng nếu như vậy hẳn phải rất nổi danh mới đúng vì sao ta chưa từng nghe nói tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới tầng chín ở trung châu này cũng là tồn tại có thể đi ngang không có luyện hư kỳ xuất hiện loại tồn tại này chính là trời thân là đại sư tỷ thiên cơ cát nếu như có cao thủ loại tồn tại này thượng quan xúc cho rằng mình không thể không biết ta không cần thiết lừa ngươi ngươi cứ viết theo như vậy là được rồi lữ thiếu khanh làm động tác xin nhờ với thượng quan xúc nhờ ngươi nhất định phải giúp ta tẩy thoát hiềm nghi sau này có nước bẩn gì cứ dội hết lên người một vĩnh không cần khách khí làm sao ngươi biết thượng quan xúc lại hỏi ta ngẫu nhiên gặp phải sau đó lập tức chạy về đây chạy hơi chậm một chút là ta chết chắc rồi lời của lữ thiếu khanh vừa nghe đã biết rất giả dối thượng quan xúc không tin hoàn toàn nhưng nàng ta không ngại giúp đỡ lữ thiếu khanh nhân tình của một hóa thần trẻ tuổi vẫn đáng để nàng ta lên thiên cơ bài nói hô nói vượng thượng quan xúc trong lòng còn có một nghi vấn lữ công tử ngay từ đầu ngươi đã định tìm đại ngưu sư đệ sao. lữ thiếu khanh gật đầu đúng vậy ta và hắn hắn là bằng hữu hắn rất tình nguyện giúp chuyện này. Thượng quan xúc nhịn không được, đại ngư sư đệ cũng nói xấu về ngươi không ít, ta cảm thấy có lẽ đệ ý không nguyện ý lắm đâu. Không sao. Lữ thiếu khanh cười hắc hắc, chân lý nằm ở nắm đấm. Lúc này tiêu y kìm nén đến rất khó chịu, ở đây, ngoài lữ thiếu khanh chỉ mình nàng biết một vĩnh là ai. Nhị sư huynh đã vứt mấy cái nồi cho một vĩnh, nàng mấy lần muốn mở miệng nói sự thật ra rồi nàng thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của người khác. Nhưng nàng không dám, vào lúc này nàng không thể tiết lộ ra được, nếu không sẽ khiến nhị sư huynh ngột ngạt. Cho nên, nàng tranh thủ hỏi vài câu để di chuyển sự chú ý của mình, nhị sư huynh, huynh hòa giải với mị gia, còn ngao gia thì sao? Mị nhà chết một trưởng lão, ngao gia chết hai đấy, tổn thất của ngao gia lớn hơn. Lữ thiếu khanh ghét bỏ biểu môi, hừ một tiếng, cầm tù sư nương, ta và Ngao Gia không đội trời chung. Ngao Gia biết ta hòa giải với Mỹ Gia, bọn hắn còn dám đến gây chuyện sao? Dám gây chuyện đánh chết ngay. An Thiên Nhạn là người thiều thừa thích, là trưởng bối của Lữ Thiếu Khanh bọn họ. Khi dễ An Thiên Nhạn không khác gì khi dễ thiều thừa. Hành động của Ngao Gia xem như đã chạm đến vẫy ngược của Lữ Thiếu Khanh. Đến lúc này, mọi người cũng coi như hiểu ra ý đồ thực sự Lữ Thiếu Khanh chạy tới Mỹ Gia khi dễ mị càng thu chút lợi tức, tiếp đến dùng thực lực bản thân chấn nhiếp mị gia, lại tìm một thiên cơ giả nói hưu nói vượng để thế nhân cảm thấy lữ thiếu khanh và mị gia không có xích mích. Còn mị gia thấy vậy cũng phải cân nhắc suy tính. Biện pháp tốt nhất là tạm thời hành quân lặng lẽ. Chỉ có chờ đến thời cơ thích hợp mới dám xuất thủ. Còn Lữ Thiếu Khanh chạy về đến Tề Châu, đến lúc đó, khoảng cách càng xa, Ngao Gia muốn báo thù thì càng cần phải cân nhắc. Sau khi đám người hiểu ra, trong lòng không kìm được cảm thán, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh cũng đầy cảm thán. Lòng dạ như vậy có thể đè khả năng báo thù của Mỹ Gia, ngao gia xuống mức thấp nhất. Sau khi đám người về đến giảng gia thì mỗi người tách đi một hướng, Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y, ta đi đây. Không từ biệt đại sư huynh sao? Từ biệt cái quái gì, còn nhỏ lắm sao? Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, xuyên giới bàn một lần nữa mở ra, một bước bước vào, biến mất trước mắt tiêu y thời gian lữ thiếu khanh trở lại nhữ thành cũng chưa đến một ngày nhưng đã khiến nhữ thành rung động mị gia ngao gia cường đại lập tức tổn thất ba trưởng lão cấp bậc hóa thần tất cả mọi người đoán bọn hắn sẽ đuổi giết lữ thiếu khanh nhưng lữ thiếu khanh lắc lư một chặp lại xuất hiện ở nhữ thành tương đương với tẩy thoát hiềm nghi cho hắn cho dù biết lữ thiếu khanh có liên quan đến cái chết của bọn hắn nhưng không có chứng cứ cho dù là mị gia hay ngao gia đều chỉ có thể nuốt ngược răng rụng vào bụng. Điều khiến Nhữ Thành càng thêm chấn động là thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Cảnh giới hóa thần, một kế ngôn đã đủ không hợp thói thường rồi, giờ lại thêm một Lữ Thiếu Khanh quả thực là không hợp thói thường đến mức không thể không hợp thói thường hơn được nữa. Rất nhiều người đều bị chấn kinh, cũng sinh ra hiếu kỳ đối với lăng tiêu phái, rốt cuộc là môn phái thần tiên cỡ nào mới có thể bồi dưỡng ra được đệ tử ưu tú như vậy đến ngũ gia tam phái cũng không có truyền nhân không hợp thói thường đến thế lăng tiêu phái rốt cuộc có địa vị như thế nào mà có được hai đệ tử thiên tài như vậy nó nó thật sự chỉ là một môn phái ở tề châu hơn nữa còn không phải là môn phái mạnh nhất sao thế hệ trẻ của ngũ gia tam phái cũng không bằng hai người bọn hắn đâu ai nha sớm biết hắn lợi hại như thế lúc trước nên lôi kéo bọn hắn không ít người sau khi biết được thực lực của Lữ Thiếu Khanh thì hối hận đến mức vỗ đùi. Hai thiếu niên thiên tài, nếu như tạo mối quan hệ, hoặc lôi kéo về thế lực của mình nhất định có thể thanh danh đại chấn, thực lực tăng nhiều. Khi giảng bắt cùng quảng đại ngư từ đốn thành xa xôi gấp gáp trở về cũng nhận được tin tức này, bị dọa đến tê cả da đầu. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì một mình Lữ Thiếu Khanh có thể giết chết ba hóa thần. Giảng bắt tự lẩm bẩm, ta đã nói hắn vẫn luôn rất không bình thường, đây cũng quá giả hoạt. Từ rất lâu trước đây giảng bắc đã cảm thấy không bình thường, hắn ta biết thực lực lữ thiếu khanh sẽ rất mạnh nhưng hắn ta không thể nào ngờ được thực lực sẽ mạnh đến mức không hợp thói thường như vậy. Giảng bắc lập tức chạy đi tìm lữ thiếu khanh, đại ca, đại ca. ồn ào quá. Tiêu y bày biện sắc mặt xuất hiện, đừng kêu, nhị sư huynh ta về rồi. Về rồi, giảng bắc không tin, như sói gào, ta không tin, vừa rồi ta còn nghe nói hắn đang ở Nhữ Thành. Mới đi, không được sao? Tiêu y kinh bỉ cùng ghét bỏ, ngươi là nam nhân, tại sao lại có hứng thú với nhị sư huynh ta? Ngươi có tin đại sư huynh ta chém ngươi không? Ngươi phản rồi, gã bị ổi ngươi ngay cả nhị sư huynh ta cũng dám có ý đồ, biết chữ, chết, viết như thế nào không? Quảng đại ngưu bên này đã cầm quyển sổ con, lại gần, gương mặt nịnh nọt, tiểu y muội muội, muội có thể nói về tên khốn kiếp không thực lực nhị sư huynh muội được không hóa thần thôi tiêu y khinh bỉ còn nói là thiên cơ giả chút chuyện này cũng không biết à cảnh giới tầng mấy giảng bắt trong mong nhìn qua tiêu y ngươi để tâm huynh ấy tầng mấy làm gì dù sao cảnh giới tầng chính cũng không phải đối thủ của huynh ấy nổ à giảng bắt và quản đại ngưu đều không tin nha đầu này nói dối không biết ngượng miệng à còn cảnh giới tầng chính cũng không phải đối thủ nói cứ như hóa thần hậu kỳ cảnh giới tầng chính chỉ như đống bùn ấy tiêu y chống nạnh hung hăng khi dễ hai người không kiến thức nhị sư huynh ta không phải chưa từng làm thịt tế thần lợi hại không mạnh không cuối cùng chẳng phải vẫn bị nhị sư huynh ta làm thịt sao chỉ là hóa thần hậu kỳ cảnh giới tầng chính thì có gì đặc biệt hơn người chứ không phải chứ giảng bắc và quảng đại ngư chấn kinh đây chính là tin tức chấn động ta lừa các ngươi làm gì tiêu y biểu môi rất khinh bỉ dáng vẻ chưa trải sự đời của hai người này giảng bắc nhìn tiêu y muốn rời đi vội vàng kéo lại tiêu y lại hỏi sao hắn lại mạnh như vậy vẫn luôn mạnh như vậy mà tiêu y ha ha cười lạnh thế nhân luôn cho là nhị sư huynh ta yếu thật tình không biết bọn hắn đều bị nhị sư huynh ta đùa bẩn xoay vòng trong mắt nhị sư huynh ta Bọn hắn chính là đồ đần. Giảng bắt sạm mặt lại, nha đầu này nói chuyện quá đáng ghét, là đang chê cười hắn ta là kẻ ngu sao? Hắn so với kế ngôn công tử ai mạnh ai yếu? Quản đại ngưu nhìn sang vị trí kế ngôn một cái, ở đó vẫn luôn tản mát ra một cổ khí tức phong mang như ẩn như hiện, giống một thanh thần kiếm ẩn núp ở nơi đó. Khó nói lắm. Câu hỏi này rất xảo trá, Tiêu Y vẻ mặt đau khổ, khó mà cho ra đáp án thật sự. Cuối cùng nàng chỉ vào Giảng Bắc và Quảng Đại Ngư nói, dù sao thì cứ tưởng tượng hai phàm nhân các ngươi, hai vị sư huynh ta động một ngón tay cũng có thể ép chết các ngươi. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngư tức đến méo mũi, nhưng bọn hắn lại phản bác không được. Bởi vì đây là sự thật. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã rời khỏi Nhữ Thành nhưng Nhữ Thành rất lâu vẫn chưa khôi phục được bình tĩnh. Ở Mỹ Gia, Mỹ Đại Hận đến mức sắp nghiến nát răng, không làm gì liền ngồi ở chỗ nhi tử tọa trấn để nhi tử cảm nhận tình thương người cha của ông ta. Bị ép nhượng bộ, đây là sự sỉ nhục trong lòng hiện ta. Mà bây giờ ông ta chỉ có thể ký thác hy vọng lên người nhi tử, hy vọng nhi tử sớm ngày đột phá, thực lực tăng nhiều, ngày sau giúp ông ta báo thù. Còn thiên tài trận pháp mỹ á bị đã kích sâu sắc, liên tiếp vài ngày không ăn không uống, một đôi mắt đều đỏ ngầu, cả người tản ra khí tức suy bại đồi phế. Nàng ta tự xưng mình là thiên tài nhưng gặp lữ thiếu khanh nàng ta mới biết hai chữ thiên tài của mình buồn cười biết bao cho dù là thực lực cảnh giới hay tạo nghệ trận pháp đều nghiền ép nàng ta tạo cho nàng ta đã kích cực lớn nàng ta rơi vào hoài nghi bản thân sâu sắc so với mỹ càng còn nhận đã kích lớn hơn ngươi cứ như vậy nhận thua sao bỗng nhiên hai bóng dáng xuất hiện phía sau mỹ á người tới chính là khu tình mỹ á không nhúc nhích dường như đã không còn bất kỳ phản ứng gì đối với ngoại giới Khu Tình thấy thế, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nàng ta chậm rãi đi đến trước mặt Mị Á, "Thiên phú của ngươi kinh người, đáng tiếc không có một sư phụ giỏi. Nếu ngươi có một sư phụ giỏi, ngươi sẽ trở thành người cường đại nhất trên thế giới này, không chỉ đơn thuần là trận pháp. Còn Mị gia, nơi này chỉ coi ngươi như một thiên tài, không phải thiên tài duy nhất." Mị Á nghe vậy, giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Khu Tình. "Có hạng người như vậy sao?" Cố tình cười đến càng thêm vui vẻ, giọng nói như ma mị, tràn đầy sức hấp dẫn, có một người, hắn chẳng những thực lực kinh người, mà tạo nghệ trận pháp càng là thiên hạ vô song, nếu như ngươi có thể trở thành đồ đệ của hắn, ngươi định trở thành một tồn tại cường đại chói mắt nhất. Móa! Đắt quá, xấu quá! Không phải chỉ là truyền tống trận sao? Thu phí mắt như vậy! Lữ thiếu khanh hùng hùng hổ hổ, đau lòng không thôi hắn từ Nhữ Thành rời đi là ngồi truyền tống trận rời đi, dù sao đã đắc tội Mỹ Gia và Ngao Gia thì phải tranh thủ chạy, cho nên không định tiết kiệm linh thạch. Nhưng mà, trên đường đi, từ Nhữ Thành đến Đốn Thành, Tiếu Thành phải ngồi mấy chuyến truyền tống trận, linh thạch tổn hao trên triệu viên mới rời khỏi khu vực Trung Châu, tiến vào Đông Châu. Còn sau khi tiến vào Đông Châu, mặc dù khoảng cách không xa như vậy, nhưng linh thạch cũng không thể ít hơn. Từ Trung Châu đến Đông Châu, lại từ Đông Châu đến Tề Châu, Lữ Thiếu Khanh đã tiêu hơn 200 vạn viên linh thạch. Tổn thất lớn như vậy khiến Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến mức nước mắt chảy ròng ròng, sớm biết lúc ấy lừa mị gia thêm một ít nữa là được rồi. Đáng tiếc. Nhớ lại những gì trải qua ở mị gia, trong lòng Lữ Thiếu Khanh vô cùng tiếc nuối. Không phải hắn không cần linh thạch mà là không dám kích thích mị gia. Hai, ta vẫn nhát gan quá, da mặt quá mỏng, không thể xé rách mặt được lữ thiếu khanh thở dài một tiếng thổn thức không thôi mình vẫn còn quá nhân từ hiền hậu với mỹ gia phải thay đổi thôi sau khi lữ thiếu khanh tiến vào đông châu thì tốc độ bắt đầu chậm dần chờ khi hắn tới một tòa thành trì gần lăng tiêu phái nhất tự thành tề châu thì đã cách thời điểm hắn rời khỏi nhữ thành vài tháng rồi thời gian mấy tháng lữ thiếu khanh chậm rãi ung dung đi đường giống như đi du lịch giữa nhân gian trên đường vui chơi du ngoạn chậm rãi đi đường Hiện tại sắp về tới nhà, với thực lực của Lữ Thiếu Khanh, nếu đi với tốc độ cao nhất từ Cự Thành đến Thành Lăng Tiêu cũng chỉ tốn mấy ngày. Hai, mệt thì mệt, về sớm một chút, nghỉ ngơi sớm một chút vậy. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, vừa sải bước ra, hoành độ hư không trong nháy mắt ngàn dặm, vạn dặm. Ồ. Nhưng đi không bao lâu, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt đất, có người đang chiến đấu hơn nữa còn là người lữ thiếu khanh quen biết nha đầu doãn kỳ này sao lại chạy đến đây còn nữa cô nàng ở thành thiên phỉ kia nữa lữ thiếu khanh đứng trên bầu trời ở trên cao nhìn xuống ở phía xa doãn kỳ thái mân hai người đang bị người ta vây công mấy năm không gặp doãn kỳ cũng là nguyên anh kỳ rồi không tệ không tệ đám chuột nhắc quy nguyên các kia chạy tới đây làm gì phía dưới trong tay Doãn Kỳ cầm cự kiếm, lực chìm thế lớn, bột phát ra kiếm quang tựa như cột sáng to lớn, bổ đại địa, đánh nát dãy núi. Quy nguyên các khốn kiếp vô sĩ, chỉ biết đánh lén thôi sao, Doãn Kỳ tính tình nóng nảy, thở phì phò, toàn thân nàng ta như đang bốc hỏa, bộ ngực càng không ngừng chập trùng, hấp dẫn không ít ánh mắt tu sĩ nam. Đối thủ của Doãn Kỳ Lữ Thiếu Khanh không quen. Tuổi tác lớn hơn Doãn Kỳ, trông có vẻ 6-70 tuổi, cũng là Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa khí tức bột phát ra còn mạnh hơn doãn kỳ một chút cho nên hắn ta đè ép doãn kỳ mà đánh chiếm thế thượng phong lăng tiêu phái các ngươi chết không có gì đáng tiếc người này cười lạnh biểu lộ hung ác cầm trường kiếm trong tay chiêu thức tàn nhẫn đánh cho doãn kỳ liên tục thối lui doãn kỳ lâm vào khổ chiến như vậy thái mân cũng không khá hơn chút nào thái mân chẳng qua chỉ có thực lực kết đan kỳ nàng ta bị hai đệ tử kết đan kỳ quy nguyên các liên thủ đối phó, trên thân đã sớm vết thương chồng chất, miễn cưỡng chống đỡ. Chưng, hơn nữa bọn hắn không hạ tử thủ với Thái Mân mà cố ý lưu lại thương thế trên người nàng ta, cố ý tạo thêm áp lực cho Doãn Kỳ. Doãn Kỳ bên này phải đối phó với đối thủ mạnh hơn mình còn phải lo lắng an toàn của Thái Mân, dưới sự phân tâm càng không thể đánh lại đối phương. Doãn Kỳ hét lớn, hề hạt, ngươi là tên tiểu nhân vô sĩ, có dám đánh một trận công bằng với ta không? Công bằng, nam nhân được xưng là hề hạt cười lạnh không thôi, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ngươi sắp thua, ngươi có tư cách gì mà đòi công bằng? Đừng tưởng gia gia ngươi là hóa thần thì ngươi có thể phách lối. Doãn kỳ giận quá, quy nguyên các các ngươi đều là một đám tiểu nhân vô sĩ. Không sai, gia gia của ta chính là hóa thần, thì sao? Đây là vốn liếng để ta có thể phách lối, ngươi có không, hề hạt cười càng thêm vui vẻ, thần sắc vô cùng tự hào về thân phận của mình. Lăng tiêu phái các ngươi sớm muộn gì cũng bị quy nguyên các chúng ta diệt, giờ bắt đầu diệt trừ từ 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 những kẻ được gọi là đệ tử trẻ tuổi như các ngươi. Hét đi, phẫn nộ hét đi, tiếng hét của ngươi tính là tiếng kêu rên của kẻ yếu đấy. Hề hạt sao, lữ thiếu khanh sờ lên cầm, nói thầm, hóa thần trước đó khi dễ với quy nguyên các ta hình như cũng họ hề. Má nó, xem ra phải tính sổ với quy nguyên các rồi, muốn nằm im như xác chết cũng phải qua một thời gian nữa mới được. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh yếu ớt rơi trên người Hề Hạt. Hề Hạt đang vui vẻ đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, lạnh lùng giật mình một cái. Sau đó hắn ta nhìn xung quanh theo bản năng, nhưng không phát hiện ra có gì không đúng. Có cảm giác như đang bị ai để mắt, trong lòng Hề Hạt có dự cảm không tốt, hắn ta lớn một tiếng, tranh thủ thời gian giết nàng ta hắn ta ra lệnh đồng môn giết thái mân bên này hắn ta cũng tăng thêm sức lực tấn công mạnh về phía doãn kỳ dưới mệnh lệnh của hề hạt thái mân càng không thể nào ngăn cản được chỉ sau mấy hơi thở trên người nàng ta lại tăng thêm vết thương tiếp theo đó một cổ sức mạnh đánh trúng cả người như con diều đứt dây bay ngược vài trăm mét đâm mạnh vào một gốc cây a à, nàng ta kêu lên một tiếng đau đớn há miệng phun mạnh nguồn máu tươi khí tức càng thêm suy yếu còn kẻ địch lại một lần nữa ép gần về phía nàng ta, nguy cơ sớm tối. Mân sư muội, Doãn Kỳ bên này sốt ruột, muốn chạy đến cứu viện Thái Mân nhưng bị hề hạt ngăn lại, không cách nào bước ra. Tiểu nhân hèn hạ, cút cho ta, Doãn Kỳ gầm thét, cự kiếm quét ngang, bộc phát ra kiếm khí đáng sợ, lại không thể làm gì được hề hạt. Hề hạt nhẹ nhàng ngăn cản, cười nói, ngươi nhìn nàng ta chết từ từ đi, sau đó ta sẽ tiễn ngươi xuống với nàng ta tiếp theo đó toàn bộ lăng tiêu phái các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ xuống dưới với ngươi trong lòng doãn kỳ hơi hoảng sợ thế cục này nàng ta đã không thể nào nghĩ được cách nữa nhưng nàng ta tuyệt đối không muốn phải chịu uất ức như vậy cho dù chết ta cũng phải kéo ngươi chết chung doãn kỳ hét lớn khí tức trong người kịch liệt lăn lộn hề hạt biến sắc nhưng không có bao nhiêu bối rối muốn tự bạo nguyên anh ngây thơ không sai ngây thơ một âm thanh bỗng nhiên từ trên trời truyền đến rất nhẹ lại truyền vào trong tay tất cả mọi người đối phó với một kẻ rác rưởi như thế cần phải tự bạo nguyên anh sao giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người giật nảy mình âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền đến bọn hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh trong ánh nắng sáng chói một thanh niên áo lam như từ hư không bước ra đứng giữa trời đất trên gương mặt tuấn lãng của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt trong tươi cười cất giấu mấy phần không bị trói buộc cùng hững hờ ngươi là ai hề hạt trong lòng khó chịu nụ cười của lữ thiếu khanh khiến trong lòng hắn ta rất không thoải mái loại nụ cười này giống như hắn ta đã nắm được hết thảy trong tay chỉ một nụ cười đã khiến hề hạt cảm thấy mình bị mạo phạm trong lòng cũng đột nhiên sinh ra nhiều sát ý hơn cho dù là vì làm hỏng chuyện của hắn ta hay là vì nụ cười khiến người ta không thoải mái thì người này cũng nhất định phải chết hơn nữa, hình như, ban nãy còn mắng hắn ta rác rưởi, điều này càng không thể nhịn. Thiếu Khanh Sư Huynh, Doãn Kỳ không thể tin được hôn một câu. Cùng lúc đó, trong số các đệ tử Quy Nguyên Các có người quát lên một tiếng lớn, Quy Nguyên Các làm việc, người không phận sự chớ xen vào. Lữ Thiếu Khanh nhỉ nhẹ một cái vào tên đệ tử hét to kia. Một vòng kiếm ý bén nhọn nhanh như thiểm điện tiến vào cơ thể ấy. Kiếm ý nổ tung bột phát, đệ tử quy nguyên các kia kêu thảm một tiếng, hóa thành bọc máu đầy trời trước mắt bao người. Quy lực một chủ chấn nhiếp tất cả mọi người. Hề hạt giận tím mặt, nhưng một câu của Doãn Kỳ khiến hắn ta ngây ngẩn cả người. Lữ Thiếu Khanh Sư đệ kế ngôn Lời này vừa nói ra, các đệ tử khác của Quy Nguyên cắt lại một lần nữa ngay dại, đồng thời có người hô to, là hắn, ta gặp qua hắn. Lữ Thiếu Khanh của Thiên Ngự Phong, Lăng Tiêu Phái, sư đệ kế ngôn, một tên hèn hạ vô sĩ. Dù đã mấy năm trôi qua, phong thái của Lữ Thiếu Khanh vẫn thế. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười đến càng thêm vui vẻ, hai hàm răng trắng lộ ra, chiếu lấp lánh, đã mấy năm không gặp, uy danh của ta vẫn như trước. Rất tốt. Sát ý của hề hạt tăng vọt nhưng hắn ta không lập tức động thủ, nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh dò xét một lát, quát, kế ngôn đâu. Bảo hắn cút ra đây ta muốn để hắn biết ai mới là người đứng đầu tề châu sau khi nói xong hắn ta không chút kiên kỵ bộc phát ra khí tức cường đại của bản thân nguyên anh trung kỳ cảnh giới tầng năm ánh mắt lữ thiếu khanh bình thản không hề có chút ba động còn doãn kỳ lớn tiếng nhắc nhở lữ thiếu khanh thiếu khanh cẩn thận một chút hắn là đệ tử thiên tài quy nguyên các che giấu hắn còn mạnh hơn trương tòng long lữ thiếu khanh âm thầm gật đầu hoàn toàn chính xác dựa theo tuổi tác hề hạt trước mắt mà tính, có lẽ hắn ta đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ từ sớm rồi. Hắn ta chưa đi Trung Châu đã có cảnh giới tầng 5, Trương Tòng Long đi Trung Châu, tiến bộ thần tốc, hiện tại cũng mới chỉ tầng 4. Đúng là mạnh hơn Trương Tòng Long nhưng tuổi tác cũng lớn hơn Trương Tòng Long không ít. Lời của Doãn Kỳ khiến hề hạt cười ha ha, trong giọng nói lộ ra đắc ý vô tận. Cái ngôn người đứng đầu tề châu gì đó, hắn ta trước mặt ta chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Trong núi không có hổ, hầu tử xưng đại vương. Lữ thiếu khanh kỳ quái, Trương Tòng Long ở Trung Châu không truyền tin tức mới nhất về cho các ngươi sao. Không có lý do gì, Trương Tòng Long không truyền tin kế ngôn là hóa thần cho đám cháu trai quy nguyên các của hắn ta à, hề hạt nghi ngờ. Sự bình tĩnh của Lữ Thiếu Khanh nằm ngoài dự liệu của hắn ta, có ý gì? Mà lúc này, có đệ tử quy nguyên các hét lớn, tiểu tử, trước mặt hạt sư huynh dám ăn nói khinh thường. Cúc xuống đây, quỳ xuống mà nói chuyện. Nhiều năm không gặp, người quy nguyên cắt các các ngươi vẫn bất lịch sự như vậy à, lữ thiếu khanh chỉ tiết rèn sắt không thành thép, môn phái như vậy không nên tồn tại. Sau khi nói xong hắn lại chỉ một cái vào đệ tử quy nguyên các. Kiếm ý kinh khủng trong nháy mắt xóa bỏ bọn hắn, mấy đệ tử quy nguyên các hóa thành huyết nhục đầy trời giữa tiếng kêu gào thê thảm mùi máu tươi gây mũi tràn ngập toàn trường huyết nhục đầy trời bày khắp phương viên trăm mét không không hề hạt muốn rách cả mí mắt phẫn nộ hoảng sợ hắn ta ngửa mặt lên trời thép đài tiết độ của lữ thiếu khanh quá nhanh hắn ta căn bản không kịp phản ứng chỉ trong hai ba hô hấp sáu bảy đệ tử quy nguyên các hắn ta mang tới đều chết đến mức không thể chết thêm ngay cả một bộ thi thể toàn thây cũng không lưu lại a à, a à, hề hạt sắp điên rồi hắn ta gầm thét với Lữ Thiếu Khanh, hèn hạ, ác ma không có chút nhân tính. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, nghe một chút đi, đây mới là tiếng kêu rên của kẻ yếu. Cái mặt này bị tác cho vô cùng đau đớn. a à. Cuối cùng hề hạt không nhịn nổi. Trường kiếm của hắn ta dơ lên bột phát ra quang mang mãnh liệt, hắn ta thúc giục linh lực của mình không lưu lại chút gì. Kiếm quang tăng vọt, hóa thành một vòng trường hồng kinh thiên quét ngang mặt đất, đâm thủng bầu trời, phía trên mang theo kiếm ý như có thể làm vỡ nát cả thiên địa. Kiếm quang quét ngang hết thảy, hung hăng rơi về phía Lữ Thiếu Khanh. Doãn kỳ bên cạnh sắc mặt đại biến, lúc hề hạt đối phó nàng ta còn ẩn giấu thực lực, nàng ta hét lớn, cẩn thận. Nhưng nàng ta vừa dứt lời, kiếm quang trên bầu trời trong nháy mắt biến mất. Trong ánh mắt khiếp sợ của Doãn Kỳ, Lữ Thiếu Khanh chỉ duỗi hai ngón nhẹ nhàng điểm một cái một kích toàn lực của hề hạt bị hắn ta nhẹ nhàng hóa giải. Một màn này khiến Doãn Kỳ và Thái Mân sợ ngây người, cũng dọa cho hề hạt sợ hãi. Ngươi, ngươi. Hề hạt không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Quá kinh khủng. Một kích toàn lực của hắn ta, cho dù người có mạnh hơn hắn ta đi nữa cũng không thể ngăn cản nhẹ nhõm như thế. Khả năng duy nhất chính là, Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, mạnh đến mức hắn ta không thể nào tưởng tượng được hề hạt kế thừa sự giảo hoạt của gia gia hắn ta, một khi phát hiện không đúng, trong nháy mắt thoát đi. Muốn chạy trốn. Lữ thiếu khanh cười khẩy, đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái. Tựa như vượt qua ngàn vạn dặm, bắt được hề hạt đã trốn ra xa, sức mạnh vô hình trói buộc hề hạt, đè thân thể hắn ta xuống, máu tươi phun thẳng ra. Hắn đưa tay kéo một cái, hề hạt như một con chó chết bị hắn bắt trở về, vứt trên mặt đất. Sắc mặt hề hạt trắng bệch, lập tức bị dọa cho tiểu ra quần ngươi phản ứng của hắn ta có trì trệ đến mấy cũng biết lữ thiếu khanh là cảnh giới gì hóa hóa thần cũng chỉ có cảnh giới này mới có thể tóm được hắn ta như gà con nếu như có thể hề hạt không muốn thốt ra hai chữ này hắn ta sắp bị hù chết hóa thần còn trẻ như vậy sao có người đáng sợ như vậy sao đoán đúng đáng tiếc không có thưởng không không thể nào hề hạt hét trầm lên, khó có thể tin. Ngươi, ngươi làm sao có thể là hóa thần? Ông trời ơi, sao có thể không hợp thói thường đến như vậy chứ? Hắn ta từ nhỏ là thiên tài, được gia gia mang theo bên người dốc lòng dạy bảo. Người đứng đầu tề châu kế ngôn, người thứ hai trương tòng long gì đó, hắn ta vô cùng coi thường cách xưng hô này. Hắn ta vẫn luôn có sự kiêu ngạo của mình, cho rằng sau khi mình rời núi, kẻ đứng đầu kẻ đứng thứ hai đều không phải là đối thủ của hắn ta hắn ta mới thật sự là thiên tài là thiên tài mạnh nhất nhưng mà trước mắt hắn ta là một kẻ còn nhỏ tuổi hơn hắn ta nhưng đã là hóa thần nằm mơ chắc chắn là mình nằm mơ trên đời này sao có thể có người còn mạnh hơn hắn ta hề hạt khiến lữ thiếu khanh hết sức bất mãn rất không vui mắng chửi người có ý gì đẹp trai như ta sao lại không thể là hóa thần ngươi tưởng rằng ta giống loại tôm tép nhãi nhép như ngươi sao? Cũng chỉ có loại ít ngồi đáy giếng như ngươi mới không hiểu thế giới này rộng lớn bao nhiêu, ta rốt cuộc đẹp trai chừng nào thôi. Hề hạt sửng sốt, hóa thần và đẹp trai có liên quan gì sao? À, đúng rồi, nói cho ngươi biết, sư huynh cũng là hóa thần, đột phá còn sớm hơn ta. Câu nói này lại một lần nữa khiến hề hạt bị đã kích sâu sắc, không, không thể nào. Hề hạt vẫn cho rằng mình mạnh hơn kế ngôn, luôn dùng tư thái cao cao tại thượng đứng trong bóng tối nhìn kế ngôn như xem một trò cười. Không ngờ kế ngôn sớm đã là hóa thần, khiến sự kiêu ngạo trong lòng hắn ta từ trước tới nay ầm vang sụp đổ. Hắn ta cảm thấy người ta là trò cười, không ngờ trò cười thực sự chính là hắn ta, loại đã kích này, đâu chỉ là đang giết hắn ta. Qua một hồi lâu, hắn ta mới hồi phục tinh thần, hung tợn nhìn chầm chầm lữ thiếu khanh, không thể nào, ta, ta không tin không phải ta đã nói rồi sao? Trương Tòng Long không truyền tình báo mới nhất ở Trung Châu về cho các ngươi sao? Ôi, hẳn là Trương Tòng Long muốn phản bội sư môn các ngươi rồi. Chúc mừng nhé, thật đáng mừng. Ti hy vọng cuối cùng trong mắt hề hạt trở nên ảm đạm. Lữ Thiếu Khanh không cần phải lừa hắn ta chuyện này, cho dù lừa một khi Trương Tòng Long truyền tin về, lời nói dối cũng tự sụp đổ. Hề hạt bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh vô vọng. Ngươi giết ta đi hề hạt lạnh lùng mở miệng. Chuyện cho tới nước này, hắn ta sẽ không cầu xin tha thứ, hắn ta có sự kiêu ngạo của mình. Ồ, có cốt khí, ngươi dũng cảm vậy, ai dạy ngươi thế? Sau đó hắn dường như vừa phản ứng lại, hỏi Doãn Kỳ, đúng rồi, hắn có địa vị gì vậy? Gia gia của hắn là hóa thần quy nguyên cát, hề ung. Cái gì, Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, hóa thần hậu kỳ. Ôi chao, sao ngươi không nói sớm, hiểu lầm lớn quá. Lời này của Lữ Thiếu Khanh vừa nói ra, hề hạt ngây ngẩn cả người, Doãn Kỳ và Thái Mân cũng ngây ngẩn cả người. Không phải vừa nghe thấy là cháu trai hóa thần nên sợ rồi chứ, Doãn Kỳ không kìm được lầm bầm, đáng ghét, đã mạnh mạnh như vậy, tính cách vẫn như thế sao? Lữ Thiếu Khanh phất giữa hư không đỡ hề hạt lên, hề huynh, ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi biết gia gia của ta, Hề hạt trong lòng sinh ra cảnh giác nồng đậm, nhưng cũng có mấy phần mừng thầm, hẳn là sự tình còn có thể xoay chuyển. Hai, gặp được một lần, quá lợi hại, ta không phải là đối thủ. Lữ thiếu khanh lộ ra vẻ nghĩ mà sợ hãi. Hừ, hề hạt trong lòng càng thêm mừng thầm, xem ra trước đó Gia Gia đã thật sự giáo huấn hắn một trận. Hắn ta lạnh lùng nói, nếu ngươi biết Gia Gia của ta, ngươi còn muốn thế nào, thế còn dám bắt ta nữa không? Ánh mắt lữ thiếu khanh như điện, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hề hạt, cười càng thêm vui vẻ. Ta bắt ngươi lại là để nói cho ngươi, ngươi không phải người đứng đầu Tề Châu, người đứng đầu Tề Châu vẫn là sư huynh ta. Sau khi nói xong, thở dài, tự hồ có chút bất đắc dĩ, ta không quen nhìn người ta ngông cuồng như vậy, ngươi nói ngươi lợi hại nhất ta không phục nên mới làm cho ngươi biết ai mới là lợi hại nhất. Nhưng ngươi cũng không nói sớm một chút gia gia ngươi là ai, ngươi nói sớm ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy nguyên nhân như vậy sao không phải ngươi sợ phiền phức sao doãn kỳ và thái mân đều cạn lời thái mân nhìn qua doãn kỳ doãn kỳ thở phì phò nói tên đáng ghét nhưng như vậy cũng rất phù hợp tính cách của hắn thú vị đấy doãn kỳ nhịn không được nàng ta quơ cự kiếm xông lại để ta chém hắn một kiếm trường kiếm to lớn chiếm một phần ba cơ thể doãn kỳ nhìn uy phong lẫm liệt cho hề hạt áp lực lớn lao vừa rồi lúc giao đấu đều không bị áp lực lớn như vậy. Đừng kích động, Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn lại Doãn Kỳ, Gia Gia hắn là hóa thần, chúng ta đắc tội không nổi. Hề hạt nghĩ đến Gia Gia của mình, trong lòng của hắn hắn ta bình tĩnh rất nhiều, thậm chí eo cũng thẳng tắp mấy phần. Không cách nào khác, có chỗ dựa. Sợ cái gì, Doãn Kỳ không có chút sợ hãi, đằng sát khí, bộ ngực không ngừng chập trùng theo sự phẫn nộ của nàng ta, làm người khác chú ý, hắn muốn giết chúng ta, chúng ta còn cần khách khí với hắn sao? Làm ẩu, Lữ Thiếu Khanh lần nữa quát, gia gia người ta là hóa thần, ngươi đánh thắng được không? Doãn kỳ kinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, ngươi vẫn giống như trước đây, sợ chết sao? Sợ chứ, sao lại không sợ, Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, ta vất vả lắm mới tu luyện đến hóa thần, gia gia hắn là hóa thần hậu kỳ, đánh như thế nào? Ta dù sao cũng không muốn chết. Chuyện này đúng mà trong lòng hề hạt càng thêm bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh cũng mang theo vài phần kinh thường. Biết thực lực của gia gia ta, không phải cũng sợ rồi sao, hắn ta cười ha ha, hừ, thả ta ra, chuyện hôm nay, ta có thể coi như chưa xảy ra. Thả ngươi. Nằm mơ, Doãn Kỳ tiếp tục quơ cự kiếm, rất muốn chém hề hạt thành hai khúc. Đừng kích động. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa thuyết phục Doãn Kỳ, bây giờ không phải là thời cơ thích hợp thời cơ thích hợp cái gì, Doãn Kỳ vô cùng khó hiểu, muốn giết chết tên khốn kiếp này còn cần thời cơ gì, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cố ý thấp giọng nhưng lại để hề hạt nghe được, còn thiếu một chút, chờ vị tiền bối kia tới rồi tính, một năm đi, một năm sau chắc chắn có thể. Hề hạt bên này vĩnh tai, nghe không sót một chữ Lữ Thiếu Khanh nói. Không đợi đến khi hắn ta nghĩ ra được lý do thoái thác thuyết phục Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ, lữ thiếu khanh chỉ vào hề hạt nói ngươi cam đoan chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra cũng không cho phép tìm chúng ta báo thù như thế nào cam đoan hề hạt không nói hai lời lập tức nói được ta cam đoan hừ chờ sau khi ta trở về nhất định phải nhờ gia gia nghĩ cách giết các ngươi người quy nguyên các trước nay đều là tiểu nhân vô sĩ không thể tin doãn kỳ tủng không thể giết đúng không chúng ta trêu chọc không nổi một vị tồn tại hóa thần hậu kỳ lữ thiếu khanh tự hồ tức giận đây là người do ta bắt ta nói thả là thả dường như lữ thiếu khanh rất bất mãn đối với doãn kỳ lớn tiếng nói ngươi là sư muội dựa vào cái gì phải nghe theo ngươi ta là đệ tử thiên ngự phong hơn nữa ngươi yếu hơn ta đánh nhau ngươi cũng không phải đối thủ của ta mấy lời này chọc cho doãn kỳ giận đến mức giơ chân Cự kiếm trong tay hận không thể đâm lên người Lữ Thiếu Khanh. Mấy năm không gặp, vẫn đáng ghét như vậy. Tức chết ta rồi. Doãn kỳ quơ cự kiếm, hùng hùng hổ hổ. Dù sao thì việc ta làm ngươi đừng quản, tránh sang một bên cho ta. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí quát. Hề hạt nhìn thấy cũng sửng sốt một chút. Sỉ nhục của môn phái, danh bất hư truyền. Doãn kỳ bị tức phải đem trưởng môn ra, ngươi chờ đấy. Sau khi trở về ta phải tìm trưởng môn cáo trạng, để trưởng môn trừng phạt ngươi. Sao ngươi phải miễn cưỡng vậy nhỉ? Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn thoáng nhìn qua Thái Mân, nói với Doãn Kỳ, hay là thế này đi, bảo hắn bồi thường một chút tổn thất, như thế nào? Sau đó, hắn chỉ vào Thái Mân nói với Hề Hạc, "Hề huynh, nhìn thấy không? Nàng là nha đầu của thành chủ thành Thiên Phỉ, địa vị rất cao, bị ngươi đã thương, ngươi bồi thường một chút, ý ngươi như thế nào?" hề hạt nhìn thoáng qua thái mân không phản đối mà hỏi ngươi có ý gì lữ thiếu khanh xoa xoa tay hơi có mấy phần ngượng ngùng nói kỳ kỳ chi bằng thế này đi hôm nay các ngươi ỷ đông hiếp ít chắc chắn nàng không phục hay là ngươi cử người đến ở thành thiên phỉ một đấu một với nàng ai thua người nấy nhận lỗi thế nào nếu không ngươi xem sư muội ngực to không não này của ta ta thuyết phục như thế nào nàng ấy cũng không chịu thả ngươi đi Ngươi nói ai ngực to không não, Doãn Kỳ giận rồi. Cách mấy năm không gặp Lữ Thiếu Khanh, Doãn Kỳ rất cao hứng, nhưng giờ nàng ta chỉ muốn cầm cự kiếm của mình đâm mạnh lên đầu hắn. Vừa thấy mặt đã có thể chọc chết người ta, quả nhiên vẫn đáng ghét như vậy, không so được với Đại sư Huynh. Hề hạt mặt không đổi sắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói với hắn ta, nửa năm sau, ta và nàng ở thành thiên phỉ chờ ngươi, thế nào? Đồng ý không? không đồng ý ta chỉ có thể bảo sư muội ta chém chết ngươi. Nhìn giận khuyết ở bên dơ cự kiếm nhìn chầm chầm, mũi kiếm lóe hàng quang, đằng đằng sát khí, hề hạt cảm thấy áp lực lớn lao. Hề hạt không do dự, được, đến lúc đó, một lời đã định, đến lúc đó lại phân thắng bại. Lữ thiếu khanh chỉ vào hề hạt, ngươi cam đoan đi. Nửa năm sau, ta cam đoan sẽ đích thân dẫn người đến thành thiên phỉ. Lữ thiếu khanh rất hài lòng, ngươi đi đi sau đó chọc một cái giữa hư không một trữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay lữ thiếu khanh ngươi hề hạt lập tức giận tím mặt còn dám cướp bóc lữ thiếu khanh thản nhiên nói đồ của ngươi ta tạm giữ trước đến khi ngươi đến ta trả lại ngươi bằng không sư muội này của ta ta không cách nào ăn nói với nàng đi thôi đi thôi không đi sư muội ta chém ngươi đó một lần nữa đem doãn kỳ ra giờ hề hạt bị giam cầm hắn ta tuyệt đối không chống đỡ được cự kiếm của Doãn Kỳ. Trong mắt hề hạt lóe lên lửa giận nhưng hắn ta biết giờ hắn ta không có tư cách bàn điều kiện. Bất kể Lữ Thiếu Khanh thật sự sợ gia gia hắn ta hay giả sợ gia gia hắn ta, có thể khiến hắn thả hắn ta rời đi là đại hạnh trong bất hạnh. Trừ phi đầu óc hắn ta có vấn đề mới muốn tiếp tục ở lại đây đấu cứng với Lữ Thiếu Khanh. Cho nên hắn ta rất quả quyết, cho dù trong trữ vật giới chỉ là toàn bộ của cải của mình thì hắn ta cũng không dám nói nhiều một câu, xoay người rời đi. Sau khi hắn ta rời đi một khoảng cách rất xa mới quay đầu nhìn lại nơi này, ánh mắt quán hận. Sĩ nhục hôm nay phải chịu ta sẽ trả lại ngươi gấp bội. Cho dù là có âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối, ngươi cũng chỉ là một tên hề. Chờ đi, ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định thả ta đi ngày hôm nay giọng nói của hề hạt tựa như đang biến mất trong gió giữa rừng núi lữ thiếu khanh để hề hạt rời đi chọc doãn kỳ tức giận đến mức dơ cự kiếm lên gầm thét với lữ thiếu khanh cho ta một lời giải thích hợp lý nếu không ta và ngươi không xong nàng ta cùng thái mân đến đây du lịch bị hề hạt dẫn người mai phục nếu như không phải may mắn gặp được lữ thiếu khanh chỉ có thể chết uổng thôi lữ thiếu khanh nhún nhún vai thở dài lộ ra rất bất đắc dĩ nói da da của hắn là hóa thần không trêu chọc nổi ta sợ chết ngươi sợ chết giờ ta chạp chết ngươi doãn kỳ tức chết giơ cự kiếm lên chém xuống lữ thiếu khanh tên khốn kiếp ngươi có còn là đệ tử lăng tiêu phái nữa không trước kia một thân phản cốt mấy năm không gặp vẫn phản cốt như trước doãn kỳ thở phì phò quát ta muốn thay thiều thừa sư thúc diệt trừ tên bại hoại ngươi thanh lý môn hộ lữ thiếu khanh không chút hoang mang dáng vẻ này của ngươi ta sẽ không nói tình hình của đại sư huynh cho ngươi biết đâu. Doãn kỳ nghe xong, lúc này thu cự kiếm lại, lập tức lộ ra mỉm cười, hắc hắc, thiếu khanh sư huynh, đã lâu không gặp, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Thái mân ở bên cạnh xem trò vui cạn lời, trở mặt cũng nhanh thật. Lữ thiếu khanh ngáp một cái, không định chém chết ta, thay sư phụ ta thanh lý môn hộ nữa à. Tiểu tử, ta còn không nắm được thóp ngươi sao, Doãn kỳ nghe vậy, không có chút xấu hổ nào cười ha ha một tiếng nói đùa gì vậy đại sư huynh đâu huynh ấy đâu chưa nói được mấy câu nàng ta đã không kịp chờ đợi hỏi thăm tình hình kế ngôn ở trung châu ấy không định về nhanh như vậy lữ thiếu khanh cũng không giấu giếm a à, không trở lại sao nụ cười của doãn kỳ nhanh chóng biến mất lộ ra vẻ thất vọng đã nhiều năm không gặp người ta mà cũng không biết quay về thăm nữa trở về làm gì tề châu này còn ai đánh được huynh ấy đâu lữ thiếu khanh thuận miệng nói một câu sau đó hỏi doãn kỳ các ngươi tại sao lại ở chỗ này thái mân mặc dù là đại tiểu thư thành thiên phỉ tuy nhiên về sau cũng bái nhập lăng tiêu phái nàng ta cũng thuộc dạng nửa đường xuất gia chỉ có thể xem như đệ tử nội môn của môn phái doãn kỳ cùng nàng ta rất thân thiết quan hệ cũng tốt lần này tới đây cùng du lịch làm chút nhiệm vụ môn phái không ngờ lại đụng phải phục kích của hề hạt ở đây, nếu không gặp Lữ Thiếu Khanh hai người tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều. Người quy nguyên các đều hèn hạ như vậy, mấy an hôm nay đều không ngừng nhằm vào Lữ Thiếu Khanh chúng ta, thật là đáng chết. Doãn Kỳ tức giận bất bình hỏi thăm người quy nguyên các, cuối cùng ánh mắt một lần nữa tụ tập lên người Lữ Thiếu Khanh, người nói, ngươi và Đại sư Huynh đều là hóa thần rồi. Doãn Kỳ cùng Thái Mân đều kinh hãi, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tuổi tác như vậy đã là hóa thần, chuyện đi nhất định là kinh thế hải tục, hù chết rất nhiều người. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này lại xem thường, đúng vậy, hóa thần. Doãn kỳ tê cả da đầu, truy vấn, các ngươi rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Vì sao lại tăng lên nhanh như vậy? Còn nữa, linh sủng của ngươi không phải màu đỏ sao? Sao biến thành màu đen rồi, dùng màu à? Mấy năm trước đó Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ thời gian mấy năm nếu là người khác tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng quá sức rồi lữ thiếu khanh thì ngược lại trực tiếp từ nguyên anh kỳ lên hóa thần kế ngôn cũng thế hai người đều yêu nghiệt như thế sao trên đường đi gặp phải khá nhiều chuyện não chó chúng ta sắp bị đánh văn ra luôn rồi a à, không đúng là não chó của đại sư huynh ta sắp bị đánh văn ra luôn rồi trên đường đi hắn và kế ngôn chiến đấu vô số trận không nói cửu tử nhất sinh nhưng cũng là nguy hiểm trùng điệp, trải qua muôn vàng khó khăn. Hai người bọn họ đều thuộc lại người chiến đấu là có thể đột phá, trải qua nhiều như vậy còn không đột phá, bọn hắn còn phải suy nghĩ lại xem mình có phải thiên tài hay không nữa. Doãn kỳ trừng to mắt, đây cũng quá dọa người đi, các ngươi không phải đã dùng tà pháp gì đấy chứ. Không đúng. Doãn kỳ sau đó cũng kịp phản ứng, nhìn hầm hầm lữ thiếu khanh, tôn kính đại sư huynh một chút cho ta. Đại sư huynh lợi hại như vậy, ngươi đừng có dùng tà pháp làm hư huynh ấy, ngươi tự học hư chẳng ai quan tâm đến ngươi. Cắt cắt cắt, có biết nói chuyện không vậy, biết thế nào gọi là thiên tài không? Thời gian sau đó, trên đường đi Lữ Thiếu Khanh cũng tiện thể tìm hiểu từ doãn kỳ tình hình của vài môn phái trong mấy nay. Cho dù cả nhà lớn nhỏ Thiên Ngự Phong đã rời khỏi môn phái 5 6 năm nhưng chút thời gian ấy cũng chẳng tính là gì. Thời gian của tu sĩ đều dùng đơn vị năm. Đừng nói vài năm, cho dù là mười mấy năm, vài chục năm cũng đều rất bình thường. Mấy năm nay Lăng Tiêu phái không có vấn đề gì lớn, ngược lại, môn phái hàng ngày đều rất hốc, phát triển mạnh mẽ. Nói theo cách của Doãn Kỳ thì môn phái đã giàu lên rất nhiều, phúc lợi môn phái của đệ tử môn nhân đều tăng lên rất nhiều khiến tài nguyên tu luyện của các đệ tử gia tăng lớn, giúp thực lực mọi người đột nhiên tăng mạnh. Những đệ tử thân truyền giống như các nàng đều nhao nhao đột phá. Tiến vào cảnh giới nguyên anh. Mấy người doãn kỳ các nàng không biết vì sao nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể đoán được vì sao. Chuyện trong hung địa động thiên đã giải quyết, môn phái không cần tiếp tục đầu tư tài nguyên vào nữa, tài nguyên dư ra dĩ nhiên có thể dùng để phát triển môn phái, tăng thực lực đệ tử môn nhân. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, hết sức vui mừng nói, rất tốt, xem ra trong những năm ta không ở môn phái, môn phái còn có thể phát triển như thế, không tệ, không tệ lúc này doãn kỳ liếc lử thiếu khanh một cái loại ngữ khí gia trưởng này nghe thật vô sĩ ta cảm thấy là ngươi không ở môn phái không làm tấm gương xấu cho mọi người khiến mọi người càng có thêm nhiệt tình tu luyện tiếp theo chuyện tốt nói xong rồi doãn kỳ bắt đầu nhắc đến những chuyện bực mình môn phái gặp phải nhưng mấy năm gần đây quy nguyên các càng ngày càng quá đáng người của chúng ta bên ngoài gặp phải bọn hắn bọn hắn luôn luôn khiêu khích vô cớ hai bên đã xảy ra rất nhiều xung đột tử thương không ít thật sự là những tên hèn hạ đáng ghét nhưng trưởng môn vẫn luôn bảo chúng ta khắc chế cố gắng để không xảy ra xung đột với người của quy nguyên các lữ thiếu khanh lại tán đồng nói rất tốt quy nguyên các lợi hại như vậy sợ một chút cũng tốt sợ cái quái gì doãn kỳ nghe xong liền nổi giận thở phì phò nói ngươi thì hiểu cái gì đã bị người ta khi dễ còn không thể đánh lại có ý nghĩa gì ta nhìn ngươi là ngứa da. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, người quy nguyên các đáng chết, khi nào đó chúng ta sẽ diệt quy nguyên các, trả lại bình yên cho Tề Châu. Doãn Kỳ lại hồ nghi nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, quy nguyên các có hóa thần, ngươi còn muốn diệt người ta. Nằm mơ đâu có phạm pháp. A à a, à, tức chết ta rồi. Doãn Kỳ tức giận đến mức toàn thân rung lên, không nói hai lời liền rút cự kiếm ra, ta phải chém chết ngươi lữ thiếu khanh thấy thế trước tiên chạy ra khỏi khoang tàu nơi này quá khó chịu ta ra ngoài hóng gió tức chết ta rồi nhìn lữ thiếu khanh chạy nhanh như vậy doãn kỳ tức giận nện một quyền lên bông tàu tạo ra từng vết nứt trên bông tàu thái mân ở bên cạnh đứng xem cười trộm ở trong môn phái doãn kỳ hùng hùng hổ hổ tùy tiện không ai dám tùy tiện trêu chọc một khi chọc giận nàng ta tất nhiên sẽ bị nàng ta đuổi theo đánh nhưng lữ thiếu khanh trước mặt doãn kỳ bị tức đến dậm chân lại không làm gì được lữ thiếu khanh cười cái gì mà cười doãn kỳ tức giận trừng thái mân một chút tên này đáng ghét nhất thái mân lại hỏi dò ngươi nói ta có thể trở thành đệ tử thiên ngự phong không thái mân bái nhập lăng tiêu phái lúc ấy nàng ta hy vọng có thể trở thành đệ tử thiên ngự phong dù sao cho dù kế ngôn hay lữ thiếu khanh hay tiêu y đều để lại cho nàng ta ấn tượng sâu sắc nhưng lúc đó gia trưởng của thiên ngự phong thiều thừa đã mang theo một nhà từ lớn đến nhỏ rời khỏi thiên ngự phong không có ai ở nhà cho nên cũng liền gác lại doãn kỳ lầm bầm một câu ngươi đi thiên ngự phong sớm muộn cũng sẽ bị hắn làm hư doãn kỳ sư tỷ thái mân cắn tay doãn kỳ lộ ra vẻ cầu khẩn doãn kỳ không có cách nào được rồi ta dẫn ngươi đi hỏi thử một chút hắn không chịu ta chém chết hắn doãn kỳ mang theo thái mân trong lòng thấp thỏm kích động tìm được lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh lúc này đang nằm trên đỉnh thuyền hóng gió sau khi biết được suy nghĩ trong lòng thái mân lữ thiếu khanh không từ chối đến thì đến nhưng đệ tử thân truyền ngươi đừng hy vọng tuyệt đối không thể để cho sư phụ thu đồ đệ nữa sư muội ngốc đã đủ khiến hắn đau đầu rồi thiên ngự phong đến thêm vài người nữa cũng được như vậy không đến nỗi sau khi cả nhà lớn nhỏ bọn hắn ra ngoài chơi không ai giữ nhà Thái Mân vui mừng, gặp qua Lữ Sư Huynh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không cần khách khí như thế, về sau mọi người là người một nhà, thoải mái một chút là được. Gặp Đại Sư Huynh ngươi có thể mắng hắn. Doãn Kỳ ở phía dưới quơ cự kiếm, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng, bớt ở đây dạy hư người khác. Đúng là, vừa nhập môn đã dạy hư người ta, Thiều Sư Thúc có quản hay không vậy, Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn qua Doãn Kỳ, sau đó nghiêm túc nói với Thái Mân, gặp đại sư huynh ngươi phải khiên hắn lên giường, gạo nấu thành cơm. Ta chặt ngươi, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, giản Kỳ Quơ cự kiếm hung hăng chặt xuống Lữ Thiếu Khanh. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Trên đường đi, giản Kỳ treo ở ngoài miệng nhiều nhất chính là câu nói này. Nàng ta nàng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, dù là nàng ta dùng hết toàn lực, cự kiếm quơ lên vang tiếng vù vù, rất có xu thế băng liệt bầu trời nhưng cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Mục kích toàn lực của nàng ta cũng như gãi ngứa ngứa, bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm hóa giải. Bị người ta chọc giận đến nghiến răng, nhưng lại bất lực, muốn bao nhiêu ấm ức có ngay bấy nhiêu. Cho nên, Doãn Kỳ tức giận đến mức đến bộ ngực không ngừng chập trùng, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nàng ta liền tức giận. Càng khiến Doãn Kỳ tức giận đến mức nghiến răng là, Lữ Thiếu Khanh tựa như không có việc gì, mỗi ngày nằm trên đỉnh thuyền, không ngủ thì cũng là đọc thiên cơ bài theo thời gian dần trôi phi thuyền đã tới thành lăng tiêu đến lăng tiêu phái doãn kỳ lái phi thuyền về thẳng môn phái dứt thẳng về phái vị trí trưởng môn ở ta phải nhờ trưởng môn chủ trì công đạo cho ta doãn kỳ như tập kích thức tự sát lái một chiếc bom phi thuyền trong ánh mắt của rất nhiều người ở môn phái trực tiếp lao đến trước mặt trưởng môn ngu xưởng trưởng môn có người khi dễ ta doãn kỳ còn chưa xuống thuyền đã gầm lên ai khi dễ ngươi rồi ngu sưởng sụ mặt, mang theo uy áp cường đại xuất hiện. Khí tức của ông ta cường đại, hùng hậu lưu chuyển, nhìn ra được, chỉ cần thêm chút thời gian nữa là ông ta có thể đột phá vào cảnh giới hóa thần. Doãn kỳ từ trên thuyền nhảy xuống, chỉ vào đỉnh thuyền phía sau, là hắn. Ngu sưởng nghi hoặc, ai? Doãn kỳ ngạc nhiên quay đầu, lại đã sớm phát hiện lữ thiếu khanh không biết lúc nào đã bỏ chạy, trên đỉnh thuyền không có một ai, ngay cả sợi lông chim cũng không để lại khốn kiếp, Doãn Kỳ tức bực dậm chân, một cước dẫm cho mặt đất xuất hiện vô số khe hở. Nhẹ một chút, ngu sưởng đau lòng, đừng chà đạp sàn nhà của ta. Môn phái cũng không có dư thừa tài chính để giúp ông ta sửa sàn nhà. Dẫm hỏng còn phải tự sửa. Đáng ghét, Doãn Kỳ lại dẫm mạnh một cước, dẫm cho sàn nhà xuất hiện một cái hố, vật liệu trải sàn nhị phẩm hoàn toàn bị dẫm nát. Ngu sưởng vội vàng nói sang chuyện khác, được rồi, là ai khi dễ ngươi? Ta tới thu thập hắn. Lữ Thiếu Khanh, ngoại trừ hắn, còn có ai? Doãn Kỳ thở phì phò nói. Thiếu Khanh, ngu sưởng ngây ngẩn cả người, hắn đâu? Mới vừa rồi còn ở chỗ này. Doãn Kỳ cũng lộ ra bất đắc dĩ, trời mới biết hiện tại hắn chạy đi đâu. Ngu sưởng bên này không nói hai lời, lập tức lách mình rời đi, ta đi một chuyến tới thiên ngự phong. Rời khỏi nơi bế quan của trưởng môn, Ngu sưởng đi đến thiên ngự phong, lúc đi ngang qua bích vân phong la lớn, cơ phong chủ, phái người tới chỗ ta sửa lại sàn nhà nhé. Cơ bành Việt ngoi đầu lên đầu đầy dấu chấm hỏi, môn phái không có người sao? Sao lại bắt người của bích vân phong ta đi sửa sàn nhà, bóng dáng lữ thiếu khanh lóe lên, đi tới thiên ngự phong? Nơi mình đã sinh sống hơn 10 năm. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc, vật phẩm quen thuộc không nhúng bụi trần, tựa như mới rời đi hôm qua, trong lòng Lữ Thiếu Khanh cảm khái không thôi. Ổ vàng ổ bạc, không bằng ổ chó của mình. Ra ngoài tầm bảo kết quả đi một lần vài năm liền. Bây giờ cuối cùng cũng trở về, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cả người nhẹ nhõm, trong lòng rất an nhàn. Hắn tản bước trên thiên ngự phong, từng bước từng bước đi tới, giống như phàm nhân, nhìn khung cảnh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ở chỗ này, Lữ Thiếu Khanh mới có thể giúp cho mình hoàn toàn thả lỏng, không cần giống ở bên ngoài Lúc nào cũng phải kéo căng cảm giác Đây chính là cảm giác của nhà sao Lữ Thiếu Khanh thất vọng tự nói Ở đây Trái tim sao động bất an yên tĩnh trở lại Giống như người xa quê trở về nhà Cảm nhận được sự ấm áp của nhà Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trái tim của mình Rung lên nhẹ nhẹ Tiếp theo Một cổ linh tuyền sinh mệnh trơn mềm được nuốt xuống Một cổ sức mạnh được phóng thích từ trong tim mình chỉ trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tâm cảnh của mình tiến thêm một bước viên mãn. Cảm giác huyền diệu xông lên đầu, Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, đắm chìm trong loại cảm giác này. chung quanh dường như vang lên âm thanh phiêu diêu không dấu vết, giống như âm thanh của trời đất, ngữ điệu của đại đạo. Đột nhiên, trên đầu Lữ Thiếu Khanh dâng lên một quang cầu, giống như từ trong cơ thể hắn búng ra, quả cầu màu vàng giống như mặt trời trôi nổi trên đỉnh đầu Lữ Thiếu Khanh, quang mang vẫy ra xung quanh. Quang mang kim sắc tựa như ánh nắng tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, thực vật xung quanh Lữ Thiếu Khanh trong phương viên trăm mét như được sinh mệnh tưới nhuần. Thực vật chập chờn, cấp tốc sinh trưởng. Trong một thời gian ngắn ngủi như đã sinh trưởng vài năm, cây cối sinh trưởng, đóa hoa nở rộ. Hoa tươi nở rộ, lá xanh xanh biếc, khí tức sinh mệnh tràn ngập trong rừng. Trên người Lữ Thiếu Khanh cũng tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, khí tức sinh mệnh làm dịu cơ thể và linh hồn của hắn khiến cơ thể hắn đang lặng lẽ hoàn thiện không ngừng giống như bước lên một đẳng cấp cao cấp hơn biểu cảm của lữ thiếu khanh không vui không buồn đôi mắt cũng không biết vì sao xuất hiện đồ án thái cực một đen một trắng giao nhau tản mát ra một cổ khí tức siêu nhiên nếu có người ở bên cạnh nhất định sẽ cảm thấy e ngại bởi vì lữ thiếu khanh cho người ta cảm giác không giống một nhân loại ngược lại hắn giống như một tồn tại nhân loại không thể biết tạo cho người ta một loại cảm giác kính uy ngay cả cây cối hoa cỏ xung quanh đều không người với hắn giống như hắn là một vị tạo vật chủ vạn vật thiên địa luôn duy trì kính sợ đối với hắn quả cầu màu vàng trên bầu trời xoay chuyển vốn càng nhanh ánh sáng chiếu xuống càng mãnh liệt chung quanh đã bị ánh sáng màu vàng bao phủ cơ thể lữ thiếu khanh bắt đầu chậm rãi dâng lên hắn bắt đầu nằm ngửa trên không trung mặc dù trợn tròn mắt nhưng trên thực tế lại giống đang ngủ say đồng thời khí tức hắn tản ra càng thêm siêu nhiên thoát tục hắn tự hồ đã không thuộc về thiên địa này, hết thảy chung quanh đều không hợp với hắn. Giữa không gian đang lặng lẽ chung quanh bắt đầu tạo nên chút gợn sóng hư không, như tầng tầng gợn sóng bắt đầu đè xuống lữ thiếu khanh. Trời đất, đang bài xích lữ thiếu khanh. Hắn không thuộc về không gian này, hắn cần tiến về không gian cao cấp hơn, hắn là tồn tại cao cấp hơn. Cơ thể lữ thiếu khanh dưới sự bài xích của không gian bắt đầu trở nên hư ảo trong suốt thân thể của hắn như muốn biến mất khỏi thiên địa này, rời khỏi thế giới này. Thân thể của hắn trữ vật giới chỉ trong tay Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lóe lên quang mang, một cảm giác nóng rát đau đớn thiêu đốt cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Ôi! Cơn đau nhói khiến Lữ Thiếu Khanh bị đau, ý thức của hắn như ở nơi xa xôi trở về. Hết thảy chung quanh trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Quả cầu màu vàng tiến vào trong cơ thể hắn, đồ án thái cực trong mắt hắn rút đi khí tức siêu nhiên thoát tục ban nãy không thấy gì nữa, Lữ Thiếu Khanh một lần nữa khôi phục dáng vẻ vốn có của hắn. Móa! Nguy hiểm! Lữ Thiếu Khanh sau khi rơi xuống đất trong lòng vẫn còn sợ hãi hô một câu. Tất thảy những chuyện xảy ra vừa rồi hắn đều cảm nhận được, nhưng lúc đó hắn đang đắm chìm trong loại cảm giác siêu nhiên thoát tục kia, loại cảm giác đó không thể tự thoát ra được. Bây giờ nhớ lại, hắn cảm thấy được một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có mình làm sao vậy lữ thiếu khanh ngồi xếp bằng xuống cẩn thận kiểm tra bản thân một lượt trong thức hải quan cầu kim sắc vẫn treo lơ lửng giữa không trung như mặt trời xoay tròn chiếu rọi ra tia sáng như ánh nắng trên người lữ thiếu khanh không hề có bất kỳ cảm giác không ổn nào sau đó lại kiểm tra một chút những chỗ khác cho dù là huyết nhục trong cơ thể hay linh hồn hoặc vận chuyển linh lực hắn đều không cảm nhận thấy bất kỳ dị dạng gì cơ thể hắn vô cùng khỏe mạnh không có chút vấn đề gì cả. Chẳng những không có việc gì, ngược lại, tâm cảnh của hắn tiến thêm một bước. Nếu phân chia dựa theo cảnh giới, tâm cảnh của hắn bây giờ đã gần đạt đến tâm cảnh luyện hư kỳ rồi. Cảm ngộ vừa rồi của hắn khiến tâm cảnh của hắn có tiến bộ cực lớn. Vấn đề là, chuyện đằng sau vượt quá sự khống chế của hắn. Trong một nháy mắt vừa rồi hắn cảm thấy mình như chúa tể của trời đất, tất thảy mọi thứ giữa trời đất đều thuộc quyền khống chế của hắn hắn có đại quyền sinh sát đối với tất thảy mọi thứ trong trời đất, hắn chính là thần. Đồng thời hắn cảm thấy nếu như hắn muốn, hắn có thể rời khỏi thế giới này đến một thế giới cao cấp hơn, trở thành tồn tại cao cấp hơn. Nhưng, đó cũng là tồn tại bí ẩn, có lẽ đi rồi, hắn sẽ không còn là hắn nữa. Cho nên, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, vừa rồi thật quá nguy hiểm. Quái thật đấy, Lữ Thiếu Khanh nghiên cứu kỹ hồi lâu, cũng không tìm được nguyên nhân, cuối cùng phiền muộn không thôi, thổn thức vạn phần, cốt truyện không bình thường, hại chết người. Nói ra có thể cười chết người. Cốt truyện không bình thường, có cảm ngộ rõ ràng, suýt nữa thì dày vò bản thân không còn nữa. Đây là cốt truyện người bình thường nên có sao, Lữ Thiếu Khanh một lần nữa cảm thán một tiếng, càng thêm thương tâm, tự mình tu luyện và cảm ngộ mà cũng có phong hiểm, thật là khổ cực. Sau đó hắn sờ soạn trữ vật giới chỉ của mình, nếu không phải trữ vật giới chỉ cảnh giác cùng nhắc nhở lần này hắn thật sự nguy hiểm rồi không uổng công cho ngươi ăn lữ thiếu khanh sờ trữ vật giới chỉ cảm khái nói nếu ngươi không ăn gian như vậy thì hoàn mỹ rồi thật sự ấy rốt cuộc là ngươi học ai mà đen tối vậy chứ đi theo ta không thể học được chút hào phóng à một tháng năm vạn viên linh thạch nghĩ thôi cũng thấy đau lòng rồi kiểm tra một phen tra không được nguyên nhân gì lữ thiếu khanh cũng chỉ có thể từ bỏ cốt truyện của hắn không bình thường với cảnh giới hiện tại của hắn dù có đoán cũng chẳng đoán ra cũng chỉ có thể đợi sau này hắn đi lên cao hơn xem thử có thể ra rõ chuyện gì xảy ra không hiện tại hắn chỉ có thể tự cẩn thận một chút sau này tu luyện cũng phải càng cẩn thận hơn về sau tu luyện chắc phải nhắm một con mắt mở một con mắt lữ thiếu khanh thở dài một tiếng trong lòng rất là ưu thương mà lúc này hắn phát hiện mình bị hoa cỏ cây cối vây lại. Hoa cỏ cây cối trong phạm vi phương viên trăm mét điên cuồng sinh trưởng, như dùng thuốc kích thích sinh trưởng, so với trước kia càng thêm rậm rạp thanh thúy tươi tốt. Thấy cảnh này, Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy càng thêm thương tâm. Ngay cả cốt truyện bên cạnh ta cũng trở nên không bình thường luôn sao. Nhưng lúc này, Lữ Thiếu Khanh phát hiện, tiểu hắc trên bả vai hình như vẫn luôn không có động tĩnh. Từ đầu đến giờ, nó vẫn đứng trên vai hắn ngủ. Đầu tiên Lữ Thiếu Khanh vui mừng, chẳng lẽ khuê nữ của mình không bị ảnh hưởng cốt truyện không bình thường của mình sao, hắn đẩy tiểu hắc, khuê nữ, vừa rồi con có cảm thấy gì không? Tiểu hắc mở to mắt, quạt cánh, đầu hơi nghiêng, không có, ba ba, không phải ba ba đang tu luyện sao? Chẳng qua là ban nảy ba ba khiến con cảm thấy rất lạ lẫm, không dễ chịu được như bây giờ. Được rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, khuê nữ của mình cũng là một tồn tại có cốt truyện không bình thường. Xảy ra chuyện này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không có hứng thú tản bộ nữa. Thoáng một cái, hắn đã về nằm dưới gốc cây kia. Võng vẫn còn đó, Lữ Thiếu Khanh đắc ý nằm lên. Tiểu Hắc mở to mắt, nghi ngờ nhìn lên cây. Ba ba, nơi này là đâu? Lữ Thiếu Khanh móc thiên cơ bài ra, hắn thuận miệng nói, ba ba, nơi này là sao? Đôi mắt Tiểu Hắc xoay chuyển một chút, nó bay lên, bay thẳng đến vị trí tiểu hồng thường đậu. Nơi này được tiểu hồng sinh sống lâu ngày, được chăm chút, cho dù đứng hay nằm đều rất dễ chịu. Tiểu hắc đắc ý nằm xuống. Lữ thiếu khanh bên này nằm xuống không bao lâu, thần sắc hắn khẽ động, bầu trời xa xa xẹt qua một đạo lưu quang. Ngu sưởng từ trên trời giáng xuống. Lữ thiếu khanh nằm phất phất tay với ngu sưởng, cười lên tiếng chào hỏi, trưởng môn, đã lâu không gặp. Tiếp theo hắn quay đầu đọc thiên cơ bài, vô cùng bình thường, không hề có chút bầu không khí của cách vài năm không gặp. Ngu sưởng tới đây, thấy lữ thiếu khanh quể oải nằm trên võng đọc thiên cơ bài, thấy ông ta xuất hiện cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Ông ta lập tức cảm thấy mũi của mình hơi lệch đi rồi. Tức giận. Tiểu tử khốn kiếp, mấy năm không gặp, vẫn lười biếng như trước. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi còn biết trở về, trưởng môn nổi giận lên sân khấu, hét lớn một tiếng, vừa về đến đã nằm, ngồi dậy cho ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ngu sưởng nổi giận, có dấu hiệu muốn rút kiếm chém người. Lữ Thiếu Khanh ngồi dậy, nói với ngu sưởng, lâu lắm không gặp, tính tình người vẫn nóng nảy như vậy. Mấy năm nay người không được giải quyết sao? Cẩn thận nhìn quá hỏng mất đấy. Nóng nảy, tâm tính của ta tốt nhường nào, cũng chỉ khi gặp tiểu khốn kiếp người ta mới có thể nổi giận thôi. Nhưng cũng đúng, đã lâu không gặp, tạm thời nhịn tiểu tử khốn kiếp này một chút. Mấy năm qua các ngươi đã đi đâu? Trước đó thiều thừa có truyền về một tin tức, nói một khoảng thời gian sẽ không quay về. Kết quả nhoáng một cái đã vài năm trôi qua, cả nhà lớn nhỏ của thiên ngự phong đều không về, cũng chẳng có chút tin tức. Kể ra rất dài dòng. Lữ thiếu khanh hít một tiếng, nói ra năm chữ kể ra rất dài dòng. Ngu sưởng liền vĩnh tai, chuẩn bị chờ lữ thiếu khanh kể xem cả nhà lớn nhỏ của thiên ngự phong đã đi đâu đúng là không hợp thói thường ra ngoài chơi lâu như vậy cũng không hề gửi một tin về có biết người làm trưởng môn như ông ta rất lo lắng không không biết phối hợp công việc với trưởng môn một chút nào nhưng lữ thiếu khanh sau khi nói ra năm chữ kể ra rất dài dòng thì không có bất kỳ động tĩnh gì mỉm cười nhìn qua ngu xưởng ngu xưởng ngạc nhiên chỉ vậy thôi đúng vậy chỉ vậy thôi Lữ Thiếu Khanh gật đầu, kể ra rất dài dòng nên ta không muốn kể. Ngu sưởng không thể không sờ mũi mình, muốn đè ép lửa giận của mình lại. Nhưng càng nghĩ thì càng khó chịu. Nhẫn nhịn cái cộng long. Còn nhịn nửa huyết áp tăng vọt, vỡ mạch máu đấy. Chết rồi, lấy ai làm trưởng môn, để tiểu khốn kiếp này làm trưởng môn, lăng tiêu phái sớm muộn cũng sẽ phế bỏ. Lập tức ngu sưởng gầm thét một tiếng, xông lại, tiểu tử khốn kiếp, xem ta có đánh ngươi không. Lữ thiếu khanh nhẹ nhàng lóe lên, ngu sưởng ngạc nhiên vô hụt. Ngươi còn tránh. Ngu sưởng càng nổi giận hơn. Đã lâu không gặp là ngươi mạnh lên, hay động tác của ta chậm chạp rồi, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi lại đánh một trận. Thiều thừa sư đệ có ở đây, ta phải tranh thủ thời gian đánh ngươi một trận kẻo sau này lại không có cơ hội. Lâm lắm không gặp, vừa gặp mặt đã chọc mình chọc giận gần chết, không thể nhịn, ngu sưởng quyết định thừa cơ thu thập lữ thiếu khanh một trận. Nhưng mà ngu sưởng lại kinh ngạc phát hiện, ông ta không đuổi kịp lữ thiếu khanh. Đáng ghét. Ngu sưởng không tin vào ma quỷ, mấy năm không gặp, tà môn như vậy rồi sao, ngu sưởng lúc này không giấu giếm thực lực nữa, thực lực nguyên anh hậu kỳ cảnh giới tầng chính bạo phát, quy lực tràn ngập toàn trường. Lữ thiếu khanh cũng có chút giật mình, cảnh giới tầng chính. Hơn nữa còn là trạng thái một chân bước vào ngưỡng cửa chỉ cần thời cơ chín mùi là có thể đột phá. Ngu sưởng không phải là loại thiên tài như hắn và kế ngôn, mới 6-7 năm không gặp, ngu sưởng tương đương vượt hai cấp. Loại tốc độ này đã tính là rất nhanh. Ngu sưởng nhìn thấy vẻ giật mình của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đắc ý, cười lên ha hả, âm thanh quanh quẩn ở chung quanh, chấn động như sấm, tiểu tử, hôm nay cho ngươi nếm sự lợi hại của ta. Âm thanh của ngu sưởng rất lớn, trung khí vô cùng, tràn đầy tự tin hào khí ngất trời không còn cách nào khác cho dù là ông ta đối mặt với hai thiên tài lữ thiếu khanh kế ngôn áp lực cũng rất to lớn còn trẻ như vậy đã bước vào nguyên anh kỳ biểu hiện xuất sắc là đệ tử xuất sắc nhất từ khi lăng tiêu phái khai sơn lập phái đến nay thân là trưởng môn áp lực vô cùng to lớn bị đệ tử môn hạ vượt mặt truyền ra ngoài rất dễ bị người ta chê cười mà những năm gần đây Hoàn cảnh thiên địa dường như có sự biến hóa, tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng, lại thêm môn phái không cần tiếp tục đem tài nguyên đầu tư vào trong hung địa động thiên, tài nguyên đầu tư cho tu luyện càng nhiều hơn. Thực lực của ông ta đột nhiên tăng mạnh, đã sắp chạm được vào cánh cửa hóa thần rồi. Tiểu tử ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng thân là trưởng môn của ngươi, mãi mãi cũng phải mạnh hơn ngươi, nếu không sao nắm thóp được ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thậm chí còn vỗ tay không tệ, rất lợi hại. Tới đây cho ta. Ngu sưởng hét lớn một tiếng, duỗi tay về phía lữ thiếu khanh, linh lực vô hình mãnh liệt tuôn ra, hóa thành bàn tay to lớn giữa không trung. Biết lữ thiếu khanh là nguyên anh kỳ cho nên ngu sưởng không nương tay. Ông ta gần như xuất toàn lực, hung hăng trấn áp, còn giam cầm không gian chung quanh, nhốt lữ thiếu khanh lại sau đó tóm lấy hắn. Nhưng thao tác mà ngu sưởng cho rằng vô cùng chắc chắn vào khắc cuối cùng, trống rỗng bàn tay vô hình rơi xuống lại không mò được gì lữ thiếu khanh không biết đã biến mất từ lúc nào làm thế nào biến mất biến mất như thế nào ngu xưởng không biết chưởng môn người làm gì vậy âm thanh của lữ thiếu khanh vang lên trên đầu ngu xưởng mấy năm không gặp vừa gặp mặt đã muốn khi dễ con người chờ đấy con đi tìm tổ sư con phải để tổ sư chủ trì công đạo cho con ngu xưởng khiếp sợ ngẩng đầu lên Lữ Thiếu Khanh sao chạy lên được bầu trời mà ông ta không hề phát hiện chứ? Tiểu tử, ngươi. Ngu sưởng đầu tiên là giật mình, sau đó không cam lòng. Còn dám tránh, tiểu tử, ngươi xuống đây cho ta. Ngu sưởng xuất thủ lần nữa, lần này, ông ta trừng to mắt, khí cơ một mực khóa chặt Lữ Thiếu Khanh, để xem lần này ngươi trốn đi đâu. Vẫn chọc vào hư không như cũ, dường như cả bầu trời đều bị hắn nắm trong tay nhưng điều khiến ngu sưởng khiếp sợ là Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa biến mất, lặng yên không tiếng động biến mất ngay trong tầm mắt ông ta. Thậm chí ông ta còn không phát hiện Lữ Thiếu Khanh biến mất như thế nào. Chưởng môn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt ngu sưởng, hơi có mấy phần ghét bỏ nói, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn quậy thế. Tiểu tử, ngươi thực lực gì, ngu sưởng lúc này còn không kịp phản ứng, thì ông ta không xứng làm chưởng môn nữa một lần có thể nói là ngoài ý muốn hai lần thì không thể ngoài ý muốn nữa rồi hóa thần lữ thiếu khanh nhẹ nhàng một câu khiến lữ thiếu khanh suýt nữa thì cắn đầu lưỡi của mình tiểu tử ngươi đang nói bậy bạ gì đó nói đùa ngươi mới bao nhiêu lớn ngươi đã là hóa thần rồi lữ thiếu khanh cũng không nói nhảm thoáng hiển lộ một chút khí tức của mình cảm nhận được khí tức đặc hữu của hóa thần lần này ngu xưởng thật sự cắn đầu lưỡi của mình ông ta ngây dại thật sự là hóa thần mình đang nằm mơ sao chẳng lẽ mình bế quan đã hơn trăm năm rồi sao ngu xưởng choáng váng cả người còn trẻ như vậy đã là hóa thần thật sự là đệ tử môn phái mình sao trưởng môn lữ thiếu khanh nhìn thấy ngu xưởng choáng váng hơn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại cả người rơi vào trạng thái đờ đảng lữ thiếu khanh không kìm được lo lắng không phải bị mình kích thích nên ngốc rồi đấy chứ vừa trở về đã kích thích trưởng môn thành đồ đần, nếu như vậy, hắn sẽ không thể tiếp tục ở lại lăng tiêu phái nữa. Vẫn nên tranh thủ thời gian thu thập đồ lên đường thôi. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh rất lo lắng lại gần, phất phất tay trước mặt ngu sưởng, thận trong gọi, trưởng môn, người không sao chứ. Ngươi, tiểu tử. Ngu sưởng lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nhảy lên cao ba trượng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hô to một tiếng. Tiếp theo cơ thể ông ta xông lên trời, bay về phía xa ha ha âm thanh quanh quẩn giữa trời đất đinh tai nhức óc lữ thiếu khanh mắt trợn tròn nhìn ngu xưởng biến mất đầu hắn to lên rồi không thể nào điên thật rồi xong đời rồi ta phải cuốn gói bỏ chạy đây lữ thiếu khanh rất cạn lời quay về còn chưa kịp ngủ trưởng môn đã điên rồi nghiệp chướng trưởng môn điên rồi hắn không thể tiếp tục ở lại lăng tiêu phái nữa trưởng môn này tố chất tâm lý chả được gì cả, chẳng phải chỉ là một hóa thần thôi sao, ngay cả tin này cũng không tiếp nhận được à. Làm trưởng môn không trải qua khảo hạch đã lên chức sao. Lữ thiếu khanh bên này đang còn suy nghĩ đường chạy trốn thì ngu sưởng đã quay lại. Ông ta vọt thẳng tới, lớn tiếng nói, tiểu tử, đi với ta gặp tổ sư. Lữ thiếu khanh thấy thế vui mừng, người không điên. Tốt quá rồi. Nói chuyện trung khí vô cùng, ngữ khí rõ ràng, không giống dáng vẻ bị điên. Ngu sưởng trừng mắt hắn một cái, tiểu tử khốn kiếp, ngươi mong ta điên lắm đúng không? Đi, tranh thủ thời gian đi với ta gặp tổ sư. Gặp tổ sư làm gì? Con không rảnh. Chỉ cần trưởng môn không điên vậy là tốt rồi, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, xem ra không cần cuốn gói lên đường rồi. Ngu sưởng bên này lại thúc giục, tiểu tử, ngươi thành hóa thần, đây là việc vui, nhất định phải đi nói cho tổ sư hơn nữa còn có đại sự muốn thương lượng với ngươi con không rảnh con bề bộn nhiều việc con không có thời gian lữ thiếu khanh quả quyết nói liên tục ba không trưởng môn không điên không cần phải nể mặt ông ta trực tiếp từ chối đại sự của môn phái mọi người tự xử lý là được không cần thương lượng với con con không hiểu cũng không hứng thú nói đùa đại sự môn phái hắn có bao giờ tham dự chứ, trở về nơi này, ta muốn được làm chính mình. Hơn nữa, vừa trở về, giường còn nằm chưa nóng, thương lượng đại sự cái cộng lông. Ngu sưởng hung tận trừng mắt lửa thiếu khanh, tiểu tử, tranh thủ thời gian, đừng ép ta phải động thủ. Không phải ban nãy người vừa động thủ sao? Lời này khiến ngu sưởng ôm đầu, ông ta đau đầu rồi. Tên tiểu tử khốn kiếp trước mặt đã là hóa thần, Ông ta là trưởng môn nhưng đã không phải là đối thủ. Ngu sưởng đột nhiên vô cùng hoài niệm thời gian có thiều thừa ở đây. Giờ ông ta không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, không có thiều thừa ở đây, người duy nhất có thể đè ép được Lữ Thiếu Khanh có lẽ chỉ có tổ sư. Ông ta hỏi lần nữa, tiểu tử, thật sự không đi à? Không đi. Người muốn làm gì, ta kiên quyết ủng hộ. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, người nói làm thế nào làm thế ấy, dù là giết người phóng hỏa, cướp bóc, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Chỉ cần là quyết định do người đưa ra, con đều cực lực tán thành, tuyệt đối không bất kỳ dị nghị gì. Tiểu tử khốn kiếp, trong lòng ngu sưởng mắng to nhưng Lữ Thiếu Khanh không muốn, ông ta cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Trước kia khó chơi, hiện tại càng thêm khó chơi. Ngu sưởng chỉ có thể ôm đầu quẳng lại một câu dọa dẫm, tiểu tử, ngươi chờ ở đây cho ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn ngu sưởng rời đi, cười đắc ý, hắc hắc, thoải mái quá. Chưởng môn không điên, hắn không cần bỏ chạy, hắn vẫn là một đứa trẻ có nhà. Hai, lâu lắm rồi, tấm võng này không ai nằm đã mốt meo rồi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh còn chưa nằm xuống bao lâu ngu sưởng đã một lần nữa chạy đến. Mà lần này tới không đơn giản chỉ có ngu sưởng. Tổ sư Kha Hồng, trưởng môn ngu sưởng cùng bốn phong chủ, lục tế, ti giao, cơ bành Việt, tiêu sấm. Sáu người cùng nhau mà đến, cùng nhau xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, sáu cặp mắt chăm chú nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh. Sáu người đều không nói gì, ánh mắt nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh như nhìn động vật quý hiếm, trên mặt mang vẻ ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh bị đám người nhìn chầm chầm, phất phất tay, tự hồ muốn đuổi người, các người nhìn con như vậy làm gì? Các ngươi đều không cần tu luyện sao? Chạy tới vây xem con, thú vị lắm sao? thượng tầng lăng tiêu phái không cố gắng, môn phái làm sao phát triển. Lữ Thiếu Khanh mở miệng phá vỡ bình tĩnh, Kha Hồng cũng mở miệng, tiểu tử, ngươi đã là hóa thần rồi. Trong giọng nói mang theo chấn kinh cùng hoài nghi. Ngu sưởng chạy tới nói với lão Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, lão suýt nữa đã đánh ngu sưởng. Làm gì có chuyện không hợp thói thường như vậy chứ, rất khó để người ta có thể tin tưởng. Đúng vậy, chuyện có bao lớn đâu chứ, sau đó lữ thiếu khanh phô bày chút khí tức của mình thật là hóa thần hảo tiểu tử ta không phải đang nằm mơ chứ mấy người lục tế nhao nhao kinh hãi khó tin kêu lên quá khoa trương lữ thiếu khanh mới bao nhiêu tuổi chứ mấy năm trước mới là nguyên anh đã đủ không hợp thói thường bây giờ lại là cảnh giới hóa thần mấy người lục tế cảm thấy thế giới quan của mình phải chịu đã kích rất lớn mấy người bọn hắn mấy năm gần đây cũng chỉ đột phá một hai cảnh giới nhỏ đã là rất khoa trương rồi. không ngờ được là lữ thiếu khanh còn khoa trương hơn cả bọn hắn. thiếu khanh, con làm như thế nào vậy? ti giao mở miệng trong giọng nói dễ nghe mang theo kinh ngạc. thiên tài ạ, à, lữ thiếu khanh dương dương đắc ý, dáng vẻ như bị hù dọa của đông đảo trưởng bối khiến hắn rất hài lòng. đại sư huynh cũng là hóa thần tin tức này ngược lại không cho bọn hắn có quá nhiều kinh ngạc thiên phú của kế ngôn bọn hắn biết rất rõ lữ thiếu khanh là hóa thần kế ngôn cũng là hóa thần lộ ra rất hợp lý kha hồng nhìn qua lữ thiếu khanh trong ánh mắt lại mang theo vài phần lo lắng lão hỏi lữ thiếu khanh tiểu tử ngươi biết vì sao ngươi có thể đột phá hóa thần nhanh như vậy không chuyện của mình đương nhiên lữ thiếu khanh biết rõ cảnh giới hiện tại của hắn đi từng bước từng bước một không có chuyện căng cơ bất ổn. Biết à, vất vả chết con rồi. Lữ thiếu khanh ngẫm lại đều chua xót. Không ngừng chiến đấu với người khác, bị người ta đuổi giết, còn vì kiếm vài viên linh thạch mà vắt hết óc, hao tổn tâm cơ, nhảy múa trên dây thừng, sự chua xót trong đó chỉ có bản thân hắn biết. Vất vả, Kha Hồng cũng không biết tinh lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh, lão lắc đầu, không đồng ý với cách nói của Lữ Thiếu Khanh, người nói cái này gọi là vất vả. Ngươi không phát hiện thiên địa đã thay đổi sao? Thay đổi, Lữ Thiếu Khanh không hiểu, con cũng không có cảm thấy có cái gì không bình thường. Trời vẫn là trời này, đất vẫn là đất này mà. Không, Kha Hồng sắc mặt nghiêm túc nói, thiên địa đã thay đổi, thiên đạo dường như đã buông lỏng áp chế đối với tu sĩ, trở nên dễ dàng tu luyện hơn nhiều, tu sĩ đột phá càng thêm dễ dàng. Sau đó chỉ vào mấy người ngu sưởng nói, Nọn hắn mấy năm này thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, liên tục đột phá. Nếu là lúc trước, bọn hắn đột phá một cảnh giới nhỏ không trên trăm năm cũng phải vài chục năm. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra ý của Kha Hồng, ý người muốn nói, ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì nguyên nhân thiên địa thay đổi. Có thể nói như vậy, cho nên, ngươi đừng quá mức đắc ý quên hình. Vẻ mặt Kha Hồng nghiêm túc, dụng tâm của lão khiến Lữ Thiếu Khanh hiểu ra. Cho nên, lữ thiếu khanh mỉm cười nói với kha hồng tổ sư người còn không biết phẩm đức của con sao phẩm đức gì khiêm tốn khiêm tốn là phẩm đức lớn nhất của con lữ thiếu khanh vuốt mũi mình một cái nghiêm túc nói toàn bộ lăng tiêu phái người nào không biết là con khiêm tốn nhất chứ con luôn sống khiêm tốn khép kín nhất ngu xưởng nhịn không được đài này nhất định phải hủy ít nói hô nói vượng người đây không phải là khiêm tốn là lười biến. Kha Hồng cũng biết Lữ Thiếu Khanh là ai, không tiếp lời hắn, mà hỏi, mấy năm nay, các ngươi đã đi đâu? Đã làm gì? Mặc dù nói rằng hoàn cảnh tu luyện đã trở nên đơn giản dễ dàng, nhưng tiến bộ nhanh như vậy vẫn là rất khoa trương. Lữ Thiếu Khanh thở dài, trầm lặng nói, việc này kể ra rất dài dòng. Đến rồi, Ngu Sưởng âm thầm cắn răng. Giống như Lữ Thiếu Khanh nói với ông ta, sau khi nói ra năm chữ kể ra rất dài dòng thì không định mở miệng nữa. Mấy người Kha Hồng đợi nửa ngày cũng không thấy Lữ Thiếu Khanh mở miệng, không kìm được hỏi, tiểu tử, sau đó thì sao? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, dáng vẻ khiến người ta tức giận đến mức nghiến răng, không có sau đó, kể ra rất dài dòng. Ngu sưởng ở bên cạnh giúp Lữ Thiếu Khanh giải thích, tổ sư, tên tiểu tử khốn kiếp này ý nói là dài dòng lắm, hắn lười kể. Kha Hồng có chút tức giận, tiểu tử, Ngươi ở trước mặt ta cũng muốn lười biến. Mệt à. Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận mà nghiêm túc nói, sự tích huy hoàng của con không cần nói nữa. Ai muốn nghe sự tích huy hoàng của ngươi, Kha Hồng cảm giác được cơn giận của mình cũng bắt đầu xuất hiện, tiểu tử khốn kiếp này vẫn luôn gợi đòn như vậy, tranh thủ thời gian kể ta nghe. Nếu không, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ngu sưởng ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, tổ sư, thu thập hắn tiểu tử này ra ngoài mấy năm tính cách càng hoang dã hơn không còn cách nào khác ông ta thân là trưởng môn đã đánh không lại lữ thiếu khanh chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người sư tổ chớ làm loạn lữ thiếu khanh cảnh giác nghiêm túc nói với kha hồng tổ sư con cảm thấy thu thập trưởng môn trước thỏa đáng hơn thật là có trưởng môn nào vậy không lại giật dây tổ sư thu thập đệ tử kha hồng cũng lắc đầu một lần nữa nói tiểu tử nói đi, các ngươi đã đi đâu? Ai, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, được rồi, ai bảo ta là đứa trẻ biết nghe lời chứ? Chủ yếu là không muốn đánh nhau, dù sao đây cũng là tổ sư. Đánh không lại sẽ phải chịu khổ, đánh thắng, mặt mũi tổ sư này biết để đâu. Đến lúc đó sư phụ trở về, chắc chắn sẽ đánh mông hắn. Ngu sưởng liếc mắt, ngươi nghe lời, từ lúc ngươi quay về đến nay, huyết áp ta liên tục tăng cao, suýt thì bể mạch máu tiếp đến dưới ánh mắt chăm chú của mọi người lữ thiếu khanh mở miệng sư phụ đi yêu giới bồi dưỡng hiện tại thế nào con không biết còn ba người bọn con đi ma giới thiều thừa đi yêu giới điểm này đám người không có bao nhiêu phản ứng thiều thừa làm việc ổn trọng tính cách đôn hậu coi như đi yêu giới cũng sẽ không dễ dàng gây chuyện không có nguy hiểm quá lớn nhưng lữ thiếu khanh bọn hắn đi ma giới thì khiến bọn hắn giật thót Tiêu sấm là người đầu tiên nhảy dựng lên, ma giới. Các ngươi đi ma giới làm gì? Tiểu y đâu? Nó đâu? Nó không sao chứ? Từ lúc tới đây tiêu sấm đã nhẫn nhịn rất lâu, chấp nữ bảo bối tới giờ cũng không thấy bóng dáng, ông ta đã sớm muốn tóm cổ Lữ Thiếu Khanh hỏi thăm rõ ràng rồi. Thứ nhất do biết Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, thứ hai có tổ sư ở đây, cho nên ông ta vẫn cố nén sốt ruột trong lòng nhưng hiện tại nghe nói Lữ Thiếu Khanh mang theo tiêu y đi ma giới, ông ta liền nhịn không được. Bình tĩnh một chút, bao nhiêu tuổi rồi, Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội giáo huấn tiêu sấm, gặp phải chút chuyện là nôn nôn nóng nóng, không sợ người ta chê cười à. Ngươi đang dạy ta làm việc, tiêu sấm ngây ngẩn cả người, sau đó nổi giận, phản rồi. Tiểu y đâu? Mai nói đi. Đây là chất nữ bảo bối của ông ta, là nữ nhi bảo bối của đại ca ông ta, cũng được ông ta đối đãi như nữ nhi có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi đã là rất kiên nhẫn rồi lữ thiếu khanh cố ý nói ta nói nàng còn ở ma giới người sẽ như thế nào vì sao tiêu sấm hoài nghi mình nghe lầm quá ngốc ta không cần nữa nên ta làm mất rồi lữ thiếu khanh bày ra dáng vẻ thấp tha thấp thỏm thận trọng hỏi có mắng ta không mắng ngươi tiêu sấm trong nháy mắt giận dữ trực tiếp nhào lên ta giết ngươi. Mắng ngươi đều là nhẹ, không đánh chết ngươi, sao ta ăn nói với đại ca ta, Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn đến sau lưng Kha Hồng, tổ sư, cứu mạng. Được rồi, đừng làm rộn. Kha Hồng trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, thành thật một chút cho ta, bớt ở chỗ này nói hô nói vượng. Chỉ đùa một chút, để bầu không khí sôi động lên một chút không được à. Kha Hồng nhìn dáng vẻ lầm bầm của Lữ Thiếu Khanh đột nhiên cũng cảm thấy đau đầu, tên này vẫn quá trẻ con. Nói đùa, Tiêu Sấm không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại càng nổi giận hơn, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng Kha Hồng, ông ta không còn cách nào khác, chỉ có thể giận dữ nhìn qua Kha Hồng, "Tổ sư." "Tổ sư, chủ trì công đạo cho ta." Không đánh chết hắn cũng phải đánh hắn gần chết đi. Kha Hồng quát Lữ Thiếu Khanh, "Tiểu tử, kể rõ ràng mọi chuyện cho ta." Lữ Thiếu Khanh kể lại đại khái chuyến đi ma giới của hắn thánh địa, thánh chủ, tu sĩ ma tộc cường đại, quái vật màu đen vân vân. Lữ Thiếu Khanh không nói ra hết toàn bộ nhưng những gì hắn nói ra cũng đủ để những người ở đây hải hùng kiếp vía. Sau khi nghe xong, đám người trở nên trầm mặc. Rất lâu sau, Ngu Sưởng là trưởng môn thở dài một tiếng, thế giới, sớm muộn cũng sẽ loạn. Theo ý Lữ Thiếu Khanh, ma tộc đã mài đao xoèn xoẹt, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chuẩn bị giết tới, đến lúc đó, chắc chắn thập tam châu sẽ rơi vào rung chuyển chiến hỏa vô bờ bến sẽ đốt hết một lượt thập tam châu điều khiến người ta còn cảm thấy đáng sợ hơn là những quái vật màu đen kia trong thập tam châu lớn như vậy có lẽ chỉ có lăng tiêu phái hiểu rõ nhất những quái vật màu đen kia rốt cuộc lợi hại chừng nào thậm chí có thể nói trước mặt quái vật màu đen ma tộc đã không đáng nhắc tới sắc mặt của mọi người vô cùng nặng nề bọn hắn cảm nhận được áp lực nặng trĩu sau khi ngu sưởng cảm thán một tiếng, nói với Kha Hồng, tổ sư, đã đến lúc phải chuẩn bị một chút rồi. Kha Hồng gật gật đầu, cũng hít một tiếng, nên chuẩn bị rồi. Lăng tiêu phái không thể tiếp tục chịu ấm ức nữa, cũng không thể chờ chết như vậy. Ngu sưởng cười ha ha, trên mặt lộ ra nụ cười trấn an, chỉ vào lữ thiếu khanh, có tiểu tử này ở đây, chí tí chúng ta có bảy thành phần thắng. Triệu hồi thêm kế ngôn về nữa, chúng ta có mười thành phần thắng sau khi ngu xưởng nhìn qua lữ thiếu khanh nụ cười trấn an của ông ta biến mất chỉ thấy lữ thiếu khanh dùng hai tay bịt tai đôi mắt vô tội nhìn ông ta trong lòng ông ta lại lóe lên lửa giận ngươi muốn làm gì lữ thiếu khanh lại nháy mắt mấy cái vô cùng vô tội giống như không nghe thấy ông ta nói gì vậy tiêu sấm ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ vạch trần tiểu tâm tư của lữ thiếu khanh tên tiểu tử khốn kiếp này chắc chắn là giả vờ không nghe thấy muốn lười biếng ngu xưởng chỉ vào lữ thiếu khanh thả tay xuống cho ta có việc thương lượng với ngươi vẫn là nháy mắt mấy cái kha hồng cũng cạn lời ấu trĩ lão trừng lữ thiếu khanh một chút tiểu tử đừng giả bộ tiếp tục chớp mắt dù sao cho dù bọn hắn nói thế nào lữ thiếu khanh vẫn bịt lỗ tai làm như không nghe thấy trừ phúc lợi một phái của hắn tiêu sấm giật dây ngu xưởng ngu xưởng bên này còn chưa mở miệng lữ thiếu khanh không vui hô hào tiêu sấm sư bá không nên khi dễ người như vậy mấy năm không gặp sao người trở nên chó quá vậy tiêu sấm cười lạnh làm sao không tiếp tục giả vờ không nghe thấy nữa à lữ thiếu khanh lộ ra rất bất đắc dĩ mọi người thương lượng đại sự không cần để ý đến ta đâu mọi người muốn làm gì ta giơ hai tay ủng hộ thật đấy ta chỉ là một đệ tử nho nhỏ của môn phái, mọi người làm việc cần gì nhớ đến ta chứ, chúng ta dự định tuyên chiến với quy nguyên các. Ngu sưởng bỗng nhiên nói một câu như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lộ ra vẻ giật mình. Đây là điều hắn không thể ngờ tới. Quy nguyên các, hắn cũng muốn diệt. Nhưng hắn còn chưa kịp nói với ngu sưởng, ngu sưởng đã nói ra trước rồi. Hắn nhớ đến những lời Doãn Kỳ nói với hắn trên đường trở về những năm gần đây, Quy Nguyên Các bắt đầu không ngừng nhằm vào lăng tiêu phái, đệ tử lăng tiêu phái ở bên ngoài bị bọn hắn khiêu khích, bị thương rất nhiều. Thậm chí có nhiều người biến mất không rõ ràng, mặc dù không có chứng cứ nói là người Quy Nguyên Các làm nhưng ngoại trừ Quy Nguyên Các, sẽ không ai cố ý ra tay với người của lăng tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh sờ cầm, trong lòng âm thầm suy đoán, không phải là Quy Nguyên Các những năm gần đây làm việc quá đáng quá nên khiến trong lòng trưởng môn bọn hắn sốt ruột đấy chứ, lúc ngu sưởng nói ra câu này cho dù là kha hồng hay mấy người lục tế vẻ mặt đều rất bình thường không hề lộ ra chút kinh ngạc xem ra bọn hắn đã sớm thương lượng rồi trong lòng lữ thiếu khanh âm thầm suy đoán nguyên nhân còn ngu sưởng bắt đầu giải thích những năm gần đây quy nguyên các không ngừng khiêu khích lăng tiêu phái chúng ta dùng đủ các thủ đoạn lớn nhỏ ngay từ đầu chúng ta cũng không biết vì sao nhưng về sau chúng ta dò xét được quy nguyên các kiên kỵ ngươi và kế ngôn quy nguyên các sợ hai người các ngươi trưởng thành nếu để cho hai người các ngươi triệt để trưởng thành tề châu không có chỗ cho quy nguyên các sống yên ổn cho nên bọn hắn một mực khiêu khích chúng ta hy vọng chúng ta chủ động xuất thủ từ đó để bọn hắn có cớ diệt chúng ta sắc mặt ngu sưởng một lần nữa trở nên ngưng trọng lên chúng ta cùng quy nguyên các sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến tề châu chúng ta đã không cách nào cùng nhau tồn tại nữa hai môn phái nhất định phải có một bên biến mất đại chiến diệt phái trong đầu lữ thiếu khanh nhớ đến bốn chữ này một khi đánh nhau hai môn phái chỉ có thể lưu lại một bên thất bại sẽ hôi phi yên diệt đạo thống diệt tuyệt không còn tồn tại đánh nhau sẽ vô cùng thảm liệt bi tráng thương vong thảm trọng lữ thiếu khanh trong lòng vui mừng rất tốt môn phái có ý nghĩ như vậy thì có thể tiết kiệm rất nhiều công phu của hắn. Nhớ tới đây, hắn nói một chuyện, hắn nhìn sang cơ bành Việt, Doãn Kỳ Sư muội có nói cho người biết, trên đường đi nàng bị người quy nguyên cắt phục kích, nếu không có ta ra tay, nàng chết chắc. Cái gì, cơ bành Việt nghe vậy, giận tím mặt, nhảy dựng lên, chửi ầm lên, đám cháu trai quy nguyên các kia, ta phải đập chết từng tên một mới được. Thật chứ, ngu xưởng cũng lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, lúc nàng tới tìm người không nói sao, Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc, rõ ràng lái phi thuyền bay thẳng đến chỗ ngu sưởng mà lại không nói gì sao, ngu sưởng hừ một tiếng, nàng chỉ nói ngươi khi dễ nàng, còn đạp nát tấm lót sàn của ta. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử ngươi khốn kiếp chừng nào, khi dễ doãn kỳ, khiến nàng ta quên luôn cả chuyện quy nguyên các phục kích nàng ta. Bây giờ cơ bành Việt mới hiểu ra vì sao ngu sưởng đột nhiên bảo ông ta phái người đi sửa sàn nhà, từng, kẻ đầu têu, vẫn là tiểu tử Lữ Thiếu Khanh này. Lữ Thiếu Khanh che ngực, thở dài, rõ ràng là nàng khi dễ ta, cầm kiếm động một chút lại muốn chặt ta. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Lữ Thiếu Khanh có chút kỳ quái, Quy Nguyên Các đã bị ta chém chết hai nguyên anh kỳ, thực lực phải giảm đi rất nhiều mới đúng, còn có cả tổ sư tọa trấn, vì sao không sớm đi đối phó bọn hắn? Quy Nguyên Các có hai hóa thần. Giỏi lắm, Quy Nguyên Các che giấu kỹ nhỉ? Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu ra vì sao sau khi đám người biết hắn là hóa thần liền quyết định động thủ với quy nguyên các. Trưởng môn, người muốn con đối phó với vị hóa thần kia. Người không thấy ngại à. Con vừa trở về đã muốn con đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Trên mặt ngu sưởng hiện lên vẻ lúng túng, thân là trưởng môn, thực lực không đủ, chỉ có thể để đệ tử đi làm chuyện nguy hiểm. Nhưng mà, đây cũng là biện pháp không còn biện pháp nào khác ai bảo hắn là hóa thần chứ? Tiểu tử này phải dồn vào chỗ chết mới dùng đến được. Ti Giao ở bên nói chuyện thay ngu xưởng, thiếu khanh, thực lực của chúng ta đều không có cách nào đối phó được hóa thần, cũng chỉ có con thôi. Đối thủ của con là sào diễn, con không cần đánh chết hắn, chỉ cần ngăn chặn hắn, đợi sau khi tổ sư đánh bại hề ung thì lại tới thu thập hắn là được. Chưa hết, để tiêm thuốc an thần cho Lữ Thiếu Khanh, Ti Giao còn nói ra tình báo của sào diễn, sao diễn là hóa thần tân tấn của quy nguyên cát, là đồ đệ hề ung, cảnh giới cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, cảnh giới tầng 3, không tính là quá mạnh. Con chỉ cần ngăn cản hắn là được. Lục tế bổ sung, nếu không được, gọi kế ngôn trở về một chuyến. Chỉ một hóa thần cảnh giới tầng 3 cần gì phải gọi đại sư huynh. Xem ta giết hắn như giết gà đây. Chỉ cảnh giới tầng 3, trong lòng Lữ Thiếu Khanh yên tâm, còn tưởng lợi hại cỡ nào cảnh giới tầng năm hắn cũng đã từng giết chứ đừng nói chỉ là tầng ba nhưng mà lời này của lữ thiếu khanh nghe vào trong tai mọi người chính là cuồng vọng ngu sưởng không kìm được quát tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút hắn là hóa thần không phải nguyên anh nếu là có thể ngu sưởng nhất định phải cho cú đầu lữ thiếu khanh vài cái mới được mình đã là hóa thần còn không biết hóa thần mạnh chừng nào à còn chỉ là còn như giết gà hóa thần mạnh chừng nào đã không cần phải nói rồi. Một vị hóa thần đủ sức để bảo vệ một môn phái ngàn năm không suy. Ở nơi như Tề Châu này, không có tu sĩ luyện hư kỳ tồn tại, tu sĩ cảnh giới hóa thần là tồn tại cường đại nhất. Cho dù sao diễn chỉ cảnh giới sơ kỳ nhưng cảnh giới tầng 3 cũng đã để khinh thường quần hùng, đi ngang ở Tề Châu này, hơn nữa nói không chừng lúc nào đó đã đột phá, sẽ càng cường đại hơn. Hoặc đổi câu nói khác, Kha Hồng không xuất thủ, mình sao diễn đủ để đơn đấu tất cả mọi người trong lăng tiêu phái rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến lăng tiêu phái vẫn luôn nhẫn nhịn sự khiêu khích không ngừng của quy nguyên các. Quy nguyên các bọn hắn có hai vị hóa thần, mà lăng tiêu phái chỉ có một vị. Hơn nữa, cũng bởi vì lăng tiêu phái có một vị hóa thần, quy nguyên các cũng chỉ là khiêu khích, không dám tùy tiện lấn tới, càng không dám chủ động khởi xướng đại chiến diệt phái. Lữ Thiếu Khanh Thành thật nói, biết mà, con sợ nhất là hóa thần. Nhưng con cũng đang nói thật, không phải chỉ là một tên hóa thần sơ kỳ thôi sao? Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện hắn làm thịt ba vị hóa thần. Tố chức tâm lý mấy vị trưởng bối chẳng ra làm sao, tránh khiến bọn hắn bị dọa, sợ quá xảy ra vấn đề gì đó, ta lại phải bỏ trốn. Ngu sưởng thấy dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh không giống nói đùa, hỏi, lời này của ngươi là thật hay giả? Giả dạ đấy, người đừng để con tham gia có được không, Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ liếc mắt ngu sưởng một cái. Ti Giao không kìm được hỏi, Thiếu Khanh, con cảnh giới gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn sợ hù dọa bọn hắn, không nói ra cảnh giới của mình, hắn chỉ khoát khoát tay, cảnh giới gì không quan trọng, ta có thể đánh bại hắn. Lời này khiến đám người lại không kìm được giật mình. Ngu sưởng một lần nữa quát, cho dù thật sự không muốn thì ngươi cũng không nên nói đùa giờ không phải lúc để nói đùa đâu trong lòng lữ thiếu khanh thầm nói quả nhiên không hề nói hết mọi thứ là lựa chọn chính xác nhìn đi năng lực chịu đựng của vị trưởng môn này hơi yếu lữ thiếu khanh cuối cùng dứt khoát nói dù thế nào đi nữa thì con cũng không thể lấy mạng mình ra để nói đùa chứ không tin con thì con cũng không tham gia nữa tiêu sấm nói tiểu tử này tham sống sợ chết nhất hắn đã nói như vậy vậy thì không thành vấn đề đâu đám người nhao nhao gật đầu, lời nói này không sai. Tuy nhiên như vậy cũng khiến người ta chấn kinh, Lữ Thiếu Khanh nói có thể đối phó sao diễn, cũng chứng tỏ thực lực Lữ Thiếu Khanh ít nhất là hóa thần sơ kỳ, cất bước vào cảnh giới tầng 3. Cơ bành Việt không kìm được hỏi, Thiếu Khanh, ngươi đã là hóa thần cảnh giới tầng 3 sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải. Trong lòng mọi người hơi thở vào, ít nhiều có chút vui mừng, không bị bỏ lại quá xa thì tốt quá rồi. Lữ Thiếu Khanh trở thành hóa thần đã khiến mọi người chấn kinh rồi, nếu còn cảnh giới tầng 3, mấy người bọn hắn còn tu luyện cái cộng lông. Kha Hồng thì cau mày, sau khi trầm ngâm một lát, nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi chú ý một chút, thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Ta chỉ sợ ngươi là ứng kiếp chi tử. Ứng kiếp chi tử cái gì, Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng giật thót, nghe có vẻ không phải là từ tốt. Ý trên mặt chữ. Kha Hồng nhìn qua hắn, sắc mặt nghiêm túc, mang theo vài phần lo lắng, trầm giọng nói, thiên địa đại biến, đại kiếp tiến đến, ngươi nói ứng kiếp chi tử là cái gì? Con mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì vô cùng kinh hãi, nghe mà hoảng hốt. Hắn vội vàng nói, tổ sư, người đừng nói nữa, chờ sau khi trở về nhớ đánh răng, tắm rửa một chút nhé. Mặc dù nói hắn có trữ vật giới chỉ, nhưng tốc độ gia tăng đúng là nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tốc độ tăng trưởng của mình vẫn có thể coi là bình thường. Nhưng hắn bỗng nhiên giật mình, muốn nói thật sự không bình thường thì sư huynh kế ngôn của hắn mới vô cùng không bình thường. Kế ngôn không giống hắn, không có mấy gian lận, nhưng thực lực tăng trưởng còn mạnh hơn cả hắn. Kế ngôn còn giống ứng kiếp chi tử hơn cả hắn. Ứng kiếp chi tử? Nghe thấy thôi đã cảm thấy sợ rồi giờ chỉ có thể hy vọng miệng quạ đen của sư tổ đừng hiển linh thôi. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt đã mất đi hào hứng trò chuyện. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bắt đầu trầm mặt, Kha Hồng cảm thấy không đã kích tiểu bối như vậy cho nên lại mở miệng, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là một suy đoán của ta mà thôi. Ti Giao nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên mở miệng, Thiếu Khanh, con nói nhiều như vậy, con vẫn chưa nói thực lực của các con làm thế nào tăng trưởng nhanh như vậy đám người cũng kịp phản ứng, ngu sưởng gật đầu, không sai, cho dù là ứng kiếp chi tử, cũng quá khoa trương, các ngươi rốt cuộc đã gặp cái gì? Lữ Thiếu Khanh im lặng, tại sao lại kéo chủ đề về chuyện này rồi, ban nãy ta phí nhiều nước bọt như vậy, còn không phải để di chuyển sự chú ý của các ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, không còn cách nào khác, hắn lật cổ tay một cái, ném cho ti giao một viên ngọc giản. chúng ta gặp được một mộ huyệt của tồn tại vô thượng, đạt được chỗ tốt trong đó, không tin khi nào mọi người hỏi đại sư huynh đi. Ti giao thoáng nhìn ngọc giảng trong tay mình, hơi thở lập tức dùng dập, cái này, cái này. Thứ lữ thiếu khanh đưa cho bà chính là tiên luyện đan thuật có được từ chỗ tiểu đệ tử quỷ. Với ánh mắt của ti giao dĩ nhiên biết được môn đan quyết này lợi hại chừng nào. Cho nên, bà là người tin đầu tiên. Ti giao tin, những người khác cũng không có nghi vấn. Đối với chuyện Lữ Thiếu Khanh nói gặp được mộ huyệt của đại lão, đạt được chỗ tốt đã không còn bất kỳ nghi ngờ gì. Lữ Thiếu Khanh vội vàng thi triển kỹ năng truyền thống của Thiên Ngự Phong, chuyển chủ đề, hỏi ngu sưởng, trưởng môn, người định đối phó Quy Nguyên Các như thế nào? Đánh trực tiếp, một đợt tiêu diệt Quy Nguyên Các sao? Ngu sưởng lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, phải thương lượng kỹ rồi hẳn nói. Phương hướng đại thể có rồi nhưng chi tiết cụ thể chắc chắn phải thương lượng, phải chuẩn bị thật toàn vẹn mới được một khi bắt đầu chính là trận chiến diệt phái không còn đường quay đầu làm sao có thể trực tiếp đánh thẳng qua như một trò đùa như vậy được cho dù tấn công một đợt mãnh liệt thì cũng phải chuẩn bị sẵn mới được